Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 118. Chỉ cần thiên kiếp tuyết tàng lần thứ tư xuất hiện, không cần Dương Bách Xuyên ra tay, chính gã sẽ tự đi gặp Bồ Tát. Lúc trước nhìn nhầm lôi kiếp thành lôi điện trên núi Vân Lôi nên Hoa Lang hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên lại tới đại thiên kiếp, giờ mới lật thuyền trong mương. Vốn dĩ gã có thể khống chế thời gian độ thiên kiếp tuyết tàng lần thứ tư, định chờ đến lúc đủ thực lực mới đi tiếp nhận thiên hỏa rèn luyện, thế nhưng điểm yếu chí mạng của thiên kiếp tuyết tàng chính là có thể bị đại thiên kiếp của người khác dẫn phát. Nếu dính phải nhân quả của đại thiên kiếp người ta, tất sẽ phát động thiên hỏa chi kiếp. Đạo thiên kiếp thứ nhất khiến cho chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên rối loạn, tử phủ quay cuồng, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt về uy lực giữa đại thiên kiếp và tiểu thiên kiếp rồi, nội tâm không khỏi nặng nề hẳn đi. Trông thấy Hoa Lang nhăn mặt hét lên, Dương Mỗ lại cười lớn, ha ha, chứ ngươi cho rằng tiểu gia dừng lại để làm gì, để chờ đợi khoảnh khắc này đấy, hiện tại sống chết có số, chúng ta chơi một phen nào. Xẹt xẹt. Đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống. Sau khi thiên kiếp thứ hai rơi xuống, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, hắn nghĩ uy lực của thiên kiếp lúc mới đầu sẽ hơi nhỏ có thể trực tiếp dùng nhục thể chống đỡ. Hơn nữa bây giờ nhục thể của hắn cũng là lưu ly nhục thể, cho dù là thiên kiếp mạnh mẽ thì vẫn có thể chống đỡ được một đợt. Thực ra bây giờ nhìn sắc mặt của Hoa Lang, Dương Bách Xuyên biết Hoa Lang đã rơi vào lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Đoàng. Lôi kiếp thứ hai đột nhiên đánh mạnh xuống người Dương Bách Xuyên, cho dù Dương Bách Xuyên có thân thể lưu ly chống đỡ nhưng vẫn bị thiên kiếp thứ hai đánh cho trái tóc. Còn Hoa Lang đứng cách Dương Bách Xuyên 3 mét, từ thiên kiếp thứ nhất đến thiên kiếp thứ hai đánh xuống, đã làm khơi dậy thiên kiếp tuyết tàng của bản thân gã, gã đã trở thành Bồ Tát đất tự thân còn không bảo vệ được. Lúc này đừng nói là gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên, cho dù chính bản thân Hoa Lang cũng đã đến mức độ khó giữ nổi mình. Chỉ là tạm thời Dương Bách Xuyên không biết điều này thôi. Hai thiên kiếp đánh lên người, Dương Bách Xuyên bị đánh mà cả người run rẩy, nhưng không bị tổn thương quá lớn, lúc này nội công thâm hậu Dương Bách Xuyên tích lũy ở Thái Hoang Tinh Hải đã được thể hiện ra. Hai thiên kiếp ban đầu hoàn toàn không tạo ra tổn thương lớn cho hắn, chỉ là tương đương tôi thể thôi. Dương Mỗ vận chuyển càn khôn tôi thể quyết đến cực hạn, hắn có cảm giác thân thể lưu ly của hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu như dưới trận đại thiên kiếp này, thân thể lưu ly có thể đạt đến đỉnh phong thì không còn gì tốt hơn. Đùng đoàng. Thiên kiếp thứ ba nối gót ngay sau. Lẹt xẹt. Thiên kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ chín rơi xuống không ngừng. Mãi đến lúc chín thiên kiếp đánh hết, trên bầu trời rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Bởi vì đây chỉ là thiên kiếp nhất cửu, bản thân Dương Bách Xuyên biết rõ chuyện của mình, tu luyện của hắn không giống người thường. Nên chắc chắn thiên kiếp cũng sẽ rất khác người bình thường, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên kiếp nhất cửu. Hơn nữa kiếp vân trên bầu trời vẫn chưa tan, điều này chứng tỏ thiên kiếp đang tiếp tục ấp ủ thiên kiếp mạnh mẽ hơn. Dương Bách Xuyên thật sự không biết xem thiên kiếp là cấp bậc nào, lúc này hắn chỉ có thể hỏi lão đầu, cũng tiện chuẩn bị tâm lý. Thực ra từ lúc bắt đầu, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không sợ độ thiên kiếp. Từ trước đến giờ mặc kệ là sư phụ Vân Thiên Tà hay là bạn bè người thân bên cạnh, thậm chí là kẻ địch, khi nhắc đến thiên kiếp đều phải thay đổi sắc mặt. Lúc đến bản thân Dương Bách Xuyên, hắn lại không có quá nhiều cảm nhận, trông hắn rất ung dung. Chỉ riêng tâm tính này đã vượt qua vô số tu chân giả độ thiên kiếp. Dưới chín thiên kiếp liên tiếp, không gì hơn sự buồn bực trong lòng Hoa Lang. Gã đúng là quá thiệt, khó khăn lắm mới chống đỡ qua tẩy lễ của thiên kiếp tuyết tàng thứ ba. Cuối cùng đã cảm thấy bước vào danh sách cường giả đứng đầu tu chân giới rồi, nhưng lại không ngờ bị Vạn Linh Thánh Mẫu dẫn ra ngoài, gặp phải tên vượt quá mức bình thường như Dương Bách Xuyên. Gã vốn cho rằng đây là nhiệm vụ nắm chắc 9 phần, bây giờ lại diễn biến thành khó giữ nổi mình, trong lòng thật sự buồn bực, khó chịu. Bị 9 thiên kiếp liên tiếp của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, Hoa Lang biết gã không trốn được thiên kiếp tuyết tàng thứ tư, lần này gã chỉ muốn mau chóng tránh xa Dương Bách Xuyên. Nếu không sẽ thành cá nằm trên thớt. Nghĩ đến dự uy do bị thiên kiếp của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, Hoa Lang vẫn còn sợ hãi, lùi về phía sau, nhưng lúc này đã muộn rồi. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên đã dính lên người gã giống như thuốc dán, trực tiếp đuổi theo, rõ ràng sẽ không để gã thoát thân. Một khắc trước,
Dương Bách Xuyên hỏi lão đầu thiên kiếp của hắn là cấp bậc gì ở đáy lòng, không ngờ lão đầu vừa lên tiếng đã nói ra một câu nặng nề khiến hắn kinh ngạc. Tiểu tử thối cẩn thận đấy, con quan sát thiên kiếp trên đỉnh đầu đi. Kiếp vân có 9 tầng, một tầng kiếp vân đại diện cho thiên kiếp nhất cửu, đại thiên kiếp bây giờ của tiểu tử con là thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết. Lần này lấy ra toàn bộ thủ đoạn thực lực của con đi, vi sư thấy con chắc chắn phải đi con đường của vi sư rồi ai, người tính không bằng trời tính, vi sư để con vào Thái Hoang Tinh Hải, không ngừng nén chân khí trong người xây dựng tốt nền móng, chính là để đối phó với đại thiên kiếp. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là không trái được ý trời. Vốn tưởng rằng tiểu tử con tu luyện nghịch thiên, cho dù đội trời cũng chỉ là thiên kiếp bát cửu, nhưng không ngờ con vừa lên đã là thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết. Thiên kiếp cửu cửu đấy, đó là 9981 thiên kiếp, cái sau mạnh mẽ hơn cái trước. Ban đầu tiểu tử con độ tiểu thiên kiếp chính là thiên kiếp cửu cửu, bây giờ độ đại thiên kiếp không ngờ vẫn là thiên kiếp cửu cửu đòi mạng, đại thiên kiếp trong truyền thuyết như vậy thật sự hiếm có, lại đều bị tiểu tử con đụng phải rồi. Ai phó mặc số phận đi, thực sự không được thì binh giải tán tiên, cũng tốt hơn mất cái mạng nhỏ. Trong giọng điệu của Vân Thiên Tà tràn đầy cảm xúc bùi ngùi. Nghe lão đầu nói như vậy, Dương Bách Xuyên trực tiếp trợn trắng mắt, nói thật hắn thực sự không quá lo lắng về đại thiên kiếp, mọi người đều sợ hãi, hoàn toàn không có quá nhiều khái niệm. Đến bây giờ ngược lại còn là người ung dung nhất. Hắn không nhịn được nói, người đường đường là tán tiên chí tôn lại không có lòng tin với đồ đệ như con sao. Ở quê hương của con có câu nói là con người có thể thắng số phận, con không tin con không độ qua được đại thiên kiếp gì đó. Chẳng qua chỉ là lôi kiếp uy lực mạnh mẽ thôi, con không sợ. Con Vân Thiên Tà bị Dương Bách Xuyên chọc tới mức muốn mắng chửi, nhưng sau khi nhả ra chữ con, ông đã dừng lại, nói, tiểu tử thối đừng nói nhiều vội, đừng để hoa lang chạy mất, ghim chết gã. Được lão đầu nhắc nhở, Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn, quả nhiên phát hiện hoa lang muốn chạy trốn. Lúc này, sao có thể để hoa lang chạy trốn, Dương Bách Xuyên chợt lách mình xuất hiện bên cạnh hoa lang. Chém ra một đòn bát hoang quy nhất kiếm với hoa lang. Ầm ầm. Trong tiếng nặng nề, hoa lang buồn bực tùy tiện giơ tay chặn lấy một kiếm của Dương Bách Xuyên, hoa lang đã khơi ra thiên kiếp tuyết tàng, đến mức phải trốn tránh Dương Bách Xuyên. Bây giờ gã phải dốc toàn lực ứng phó với thiên kiếp tuyết tàng, nếu không sẽ bị thiên hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Quả thật gã vốn muốn chạy trốn, ít nhất phải kéo giãn khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Không thể bị bản thân Dương Bách Xuyên hoặc thiên kiếp của hắn quấy nhiễu. Nhưng lại không ngờ, Dương Bách Xuyên cứ bám sát theo gã không tha. Mặc dù hoa lang trở tay đánh một đòn đã chặn được nhất kiếm bát hoang của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng liên lụy tới gã, còn không khiến Dương Bách Xuyên bị thương. Hoa lang biết không phải một đòn của gã không đủ mạnh, mà là lúc này đã khơi ra thiên kiếp tuyết tàng, đa phần thực lực của gã đều dùng để đối phó thiên kiếp, nếu không tình huống bình thường. Gã có lòng tin một đòn có thể giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ lại khó. Sự quỷ dị của thiên kiếp tuyết tàng là thiên hỏa sinh ra từ cõi sâu xa thiêu đốt bên trong người. Giờ phút này, hoa lang không nhịn được rên ra tiếng, giữ khoảng cách 8, 9 mét với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng bị một đòn của hoa lang làm sửng sốt, bởi vì theo như lúc trước hắn đấu với hoa lang, một kiếm này đối với hắn chắc không chỉ có chút uy lực như vậy. Lão đầu, chuyện gì vậy, sao con cảm thấy công kích của hoa lang không hề mạnh mẽ nhỉ? Dương Bách Xuyên trực tiếp hỏi Vân Thiên Tà. Nếu vi sư không nhìn nhầm thì chắc hoa lang bị đại thiên kiếp của con khơi ra thiên kiếp tuyết tàng thứ tư rồi, lúc này sợ rằng gã không có thời gian đối phó với con, vi sư cũng quên mất thiên kiếp của quái thai tuyết tàng. Ha ha, lần này phải cắn chết hoa lang, tuyệt đối đừng để gã chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vân Thiên Tà căn dặn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra, quả thật hoa lang đang bắt đầu độ kiếp, chỉ là thiên kiếp tuyết tàng của gã và đại thiên kiếp của hắn lại có sự khác biệt về bản chất. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ hoa lang coi như tiêu đời rồi. Tóm lại dù thế nào cũng không thể để hoa lang được bình yên. Lúc này, lần thiên kiếp thứ hai trên trời đã ấp ủ xong, một thiên kiếp to bằng cánh tay rơi xuống trong tiếng đùng đoàng. Dương Bách Xuyên lại tới gần hoa lang. Người phụt. Lần này hoa lang trực tiếp hộc máu. Cả người Dương Bách Xuyên cũng chấn động, ngoài trông hơi thảm hại ra, thì hoàn toàn không có chuyện gì,
thân thể Lưu Ly mạnh mẽ cưỡng chế chống đỡ thiên lôi đầu tiên của lần thứ hai. Dương Bách Xuyên biết đây là lực tích lũy gần trăm năm của hắn ở trong Thái Hoang. Dù sao hiện giờ hắn vẫn đỡ được tẩy lễ của thiên kiếp. Trên thực tế, nói về mức độ mạnh mẽ của nhục thể, thực ra nhục thể thuần dương của Hoa Lang còn cao cấp hơn thân thể Lưu Ly của Dương Bách Xuyên, theo lý phải càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Hoa Lang bị đại thiên kiếp của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, cộng thêm trong người Hoa Lang đang tiếp nhận sự tôi luyện của thiên hỏa kiếp thiên kiếp tuyết tàng, điều này mới là chỗ đòi mạng, nếu không một đòn này thật sự sẽ không khiến Hoa Lang phun máu. Đùng đoàng lẹt xẹt. Thiên kiếp thứ hai, thiên kiếp thứ ba đánh xuống liên tiếp. Dương Bách Xuyên cắn răng muốn tiếp tục đuổi theo Hoa Lang. Người đừng qua đây, người đừng qua đây. Hoa Lang sợ rồi, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thản, không ai bì nổi lúc trước của gã. Gã biết nếu như lại bị thiên kiếp ảnh hưởng mấy lần nữa, thì kết cục của gã chắc chắn là phải chết. Đoàng đoàng đoàng. Từng thiên kiếp nối đuôi nhau rơi xuống, Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha. Không phải ngươi rất trâu bò à, lần này trâu bò cho tiểu gia xem tiếp đi. Đại thiên kiếp ảnh hưởng càng ngày càng rộng, từ lúc bắt đầu chỉ là đánh xuống phạm vi trên người hắn, đến bây giờ sau năm thiên kiếp của lần thiên kiếp thứ hai, đã ảnh hưởng đến phạm vi 30 mét xung quanh. Hoa Lang hoảng sợ kêu to, bên trong có nỗi khổ thiên hỏa thiêu đốt bản thân, bên ngoài bị thiên kiếp của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, sau mấy thiên kiếp, gã đã vô cùng thê thảm. Lần thiên kiếp thứ hai của Dương Bách Xuyên giống lần thứ nhất, 9 thiên kiếp đánh xuống liên tiếp, sau 9 thiên kiếp, cuối cùng Hoa Lang đã bị đánh ngã xuống dưới đất trong tiếng kêu thảm thiết. A! À, Hoa Lang ngã xuống đất, người đầy thương tích, còn Dương Bách Xuyên thì dùng Lưu Ly nhục thể cưỡng chế chống đỡ hai lần thiên kiếp. 18 tia sét đánh cũng khiến tóc tai hắn bù xù, thở hồng hộc. Lần thứ hai của thiên kiếp cửu cửu đã qua, trên bầu trời tiến vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Thực ra Dương Bách Xuyên biết lúc này nó đang ấp ủ lôi kiếp lần thứ ba mạnh mẽ hơn, đại thiên kiếp lần sau chỉ có mạnh hơn lần trước. Bây giờ nhục thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn chống đỡ thiên kiếp, tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn, cho nên hắn nhìn Hoa Lang ngã dưới đất, chuẩn bị dọn bãi. Trừ khử uy hiếp như Hoa Lang này trước, về sau hắn sẽ bố trí trận pháp, dùng hết tất cả thủ đoạn có thể dùng để độ kiếp. Dương Bách Xuyên đứng cách Hoa Lang 30 mét, trên khuôn mặt cháy đen của hắn lộ ra hàm răng trắng tinh, bước về phía Hoa Lang. Dương Bách Xuyên cầm kiếm bước về phía Hoa Lang, trong mắt hắn bây giờ, Hoa Lang đã trở thành người chết. Thiên kiếp cửu cửu mới qua hai lần, lần thứ ba đang ấp ủ, hắn nhất định phải xử lý Hoa Lang. Quét dọn chướng ngại cho bản thân trước khi lần lôi kiếp thứ ba ấp ủ xong. Thiên kiếp lần sau càng mạnh mẽ hơn lần trước, trong sân có tồn tại như Hoa Lang khiến Dương Bách Xuyên không yên tâm. Về chuyện lão đầu từng nói lúc trước để Hoa Lang tiếp nhận một phần thiên hỏa, Dương Bách Xuyên không cầu mong nữa rồi, bởi vì bây giờ trông Hoa Lang còn khó tự bảo vệ bản thân, hoàn toàn không chống đỡ được đến lúc thiên hỏa kiếp của hắn xuất hiện. Hơn nữa thiên kiếp của hắn là thiên kiếp cửu cửu cao nhất. Thiên kiếp cấp bậc này thực ra đừng nói là hắn, cho dù Hoa Lang không phải kẻ địch, dốc toàn lực giúp đỡ, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy không có tác dụng lắm. Như vậy còn chẳng bằng xử lý Hoa Lang trước, trừ khử kẻ địch lớn này, về sau toàn lực ứng phó độ kiếp. Dương Bách Xuyên bước đến chỗ cách Hoa Lang 3 mét, hắn cảm nhận sức sống yếu ớt của Hoa Lang, nói, nên tiễn ngươi lên đường rồi. Lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên chém kiếm về phía Hoa Lang. Nhưng đúng lúc này, Hoa Lang bị thiên kiếp đánh cháy đen vốn đang nằm trên mặt đất, đột nhiên lật người, trong tay phát ra một chùm ánh sáng về phía Dương Bách Xuyên. Kẻ muốn Hoa Lang ta chết còn chưa ra đời. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm đổ long lên ngăn cản. Dương Bách Xuyên như trúng đòn nghiêm trọng, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn tuyệt đối không ngờ tới Hoa Lang còn có lúc giả chết. Nói chính xác là thực lực của Hoa Lang quá mạnh mẽ, cho dù gã bị thiên kiếp ảnh hưởng, nhưng chỉ cần chưa chết, thì Hoa Lang vẫn có thực lực đánh lại hắn. Bịch! Dương Bách Xuyên bị một đòn của Hoa Lang đánh bay ra xa hơn 100 mét, cả người giống như tan rã. Hắn biết nếu không phải Hoa Lang từng bị thương, thì một đòn toàn lực đủ để giết chết hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên rất muốn tìm trợ thủ từ trong không gian bình càn khôn, nhưng nghĩ đến thiên kiếp nên đành nhẫn nhịn. Bởi vì thiên kiếp không nhận người. Phụt. Hắn phun ra vết máu lớn,
nhịn cơ thể đau đớn đứng dậy. Hoa Lang vèo một cái đã xông về phía hắn, miệng nói, nhóc con, gan ngươi không nhỏ, nếu không phải a. Đang nói chuyện, cơ thể Hoa Lang đột nhiên chấn động, chợt dừng lại rồi co rúm. Dương Bách Xuyên biết có lẽ là thiên kiếp tuyết tàng của Hoa Lang tác quái. Thấy vậy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này được? Cánh thiên ưng sau lưng chợt cử động, sau đó hắn đã xuất hiện bên cạnh Hoa Lang, đâm một kiếm. Phập! Lần này Dương Bách Xuyên đã đâm một kiếm lên người Hoa Lang. Thiên Lang chảo! Dương Bách Xuyên đâm trúng Hoa Lang, nhưng lại chưa đâm xuyên ngực gã, ngay sau đó Hoa Lang vung tay về phía Dương Bách Xuyên. Tay gã biến thành móng vuốt đánh mạnh lên kiếm đồ long của Dương Bách Xuyên. Keng! Kiếm đồ long tóe lửa, cánh tay Dương Bách Xuyên tê dại, kiếm đồ long suýt nữa tuột khỏi tay, hắn lùi ngược lại hơn 10 mét. Dương Bách Xuyên càng ngày càng kinh ngạc về thực lực của Hoa Lang, cho dù thiên kiếp tuyết tàng phát tác, bị đại thiên kiếp ảnh hưởng, một đòn tùy tiện của Hoa Lang cũng khiến Dương Bách Xuyên khí huyết sôi trào. Cũng may là đánh lên kiếm đồ long, nếu rơi trên người hắn thì Dương Bách Xuyên biết chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt lớn. Cho dù chỉ là công kích tùy ý của Hoa Lang, nhưng vẫn khiến Dương Bách Xuyên hộc máu. Bây giờ hắn đã hiểu quái thai tuyết tàng thật sự không đơn giản, cho dù sau này gặp quái thai tuyết tàng khác cũng phải cẩn thận chút. Có thể gọi là quái thai, thực lực đúng là không phải chỉ nói suông. Sau một đòn, Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long lùi về phía sau, lần thứ hai chịu thiệt đã khiến Dương Bách Xuyên nổi giận. Bà nội nó, dưới đại thiên kiếp, dưới thiên kiếp tuyết tàng của bản thân Hoa Lang, vậy mà còn có thể cứng được. Hôm nay cho dù ngươi là một cục đá thép, tiểu gia cũng phải chém ngươi ra. Trong lòng chợt động, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận chuyển thần thông Chí Tôn, Kim Cang Chí Tôn, thần thông Trường Sinh, hai đại thần thông sáu đại ấn ký đồng loạt đánh về phía Hoa Lang. Hóa thân cao 100 mét, Dương Bách Xuyên đội trời đạp đất, vận chuyển hai đại mệnh tinh thái âm thái dương. Ảo ảnh của mệnh tinh thần tượng hiện ra, chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô cũng đều xuất hiện ở sau lưng. Dương Bách Xuyên trực tiếp lật hết át chủ bài của mình ra, hắn mà tức lên cũng rất khủng bố. Hoa Lang cũng trở nên luống cuống tay chân, nhìn một loạt thần thông Chí Tôn của Dương Bách Xuyên bước tới. Ầm ầm ầm. Từng ấn ký thần thông Chí Tôn hóa thành chiều cao 100 mét đánh qua, bùng lên tiếng vang rung trời. Khói bụi tan đi. Tiếng ho của Hoa Lang truyền tới. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nhãn nhìn qua, chỉ thấy cuối cùng Hoa Lang đã hộc máu, hắn biết một loạt công kích vừa rồi của hắn thực ra không tạo ra tổn thương lớn gì cho Hoa Lang, nhưng lại khiến thiên hỏa kiếp của gã nặng thêm, dẫn đến bị thương. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên, cho dù là như vậy cũng đủ rồi. Dù sao khiến vết thương của Hoa Lang tiếp tục nặng thêm chính là phần thắng. Dương Bách Xuyên không hề dừng lại, chém qua một đòn bát hoang quy nhất kiếm. Ngay sau đó hắn cũng đứng dậy, bây giờ có thần thông mệnh tinh thái dương chuông Đông Hoàng hộ thể, hắn không sợ nữa, cũng muốn thử xem phòng ngự của chuông Đông Hoàng có thể có tác dụng khi đối mặt với quái thai như Hoa Lang không. Đùng đoàng. Lúc nghĩ như vậy, một đòn bát hoang quy nhất kiếm của Dương Bách Xuyên đã bị Hoa Lang giơ tay ngăn chặn, hóa giải, nhưng mà Dương Bách Xuyên đã thấy một biến hóa rất nhỏ. Đó chính là tuy Hoa Lang hóa giải bát hoang quy nhất kiếm, nhưng cơ thể gã cũng đang run rẩy. Thay đổi này của Hoa Lang khiến Dương Bách Xuyên biết tình hình trong người Hoa Lang ngày càng trở nên tồi tệ, đây là cơ hội của hắn. Thân thể pháp tướng sau khi hóa thân 100 mét vốn chính là gia tăng uy lực thần thông, có công kích và phòng ngự mạnh mẽ. Sau khi nó xông qua, Hoa Lang hóa giải một kiếm của nó, Dương Bách Xuyên trực tiếp dùng mệnh tinh thần tượng thúc giục mệnh tinh thái dương. Đây coi như là lần đầu hắn sử dụng mệnh tinh thái dương kể từ sau khi mệnh tinh thái dương hấp thụ luyện hóa một sợi tiên khí, sức mạnh mệnh tinh đạt viên mãn. Trong mệnh tinh thái dương hoàn toàn là sức mạnh chí dương chí cương nhất, tương phản chí âm chí nhu của mệnh tinh thái âm, vô cùng bá đạo. Lần này độ đại thiên kiếp, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị sử dụng sức mạnh mệnh tinh, bây giờ đúng lúc thử hiệu quả trên người Hoa Lang trước. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh trong hai đại mệnh tinh sau khi hấp thụ tiên khí, thì đều trở nên vô cùng phi phàm. Sau khi thúc giục thần thông mệnh tinh, dùng mệnh tinh thần tượng dẫn dắt sức mạnh chí dương chí cương trong mệnh tinh thái dương, đột nhiên nổ vang,
nhưng sức mạnh trong mệnh tinh Thái Dương lại đều tụ tập trên mệnh tinh thần tượng. Mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên là mệnh tinh thần tượng hình người không giống bất cứ ai. Ngay sau đó, ảo ảnh của mệnh tinh thần tượng đột nhiên bùng lên ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó mệnh tinh thần tượng đánh một chưởng về phía Hoa Lang từ xa. Trong tiếng nổ, ánh sáng chói mắt nóng rực đón gió, dần dần nở to thành 7, 8 mét. Sau một chưởng, không khí xung quanh đều trở nên méo mó, cuồng phong nổi lên, thậm chí bản thân Dương Bách Xuyên cũng không ngờ tới cảnh này. Nhưng Hoa Lang còn chưa dính một chưởng này của mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, gã đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khí tức cả người Hoa Lang cũng tăng vọt, nhưng không ngăn chặn được uy lực một chưởng của mệnh tinh thần tượng. Ngay sau khi Hoa Lang kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, quần áo toàn thân từ từ rơi xuống, giống như từng bông tuyết rơi. Điều khủng bố nhất là sau khi quần áo Hoa Lang biến thành tro bụi, làn da toàn thân gã cũng bắt đầu xói mòn. Trong tiếng kêu thảm thiết, cả người Hoa Lang bốc cháy, phút chốc đã biến thành tro bụi. Cuối cùng cũng chết rồi. Dương Bách Xuyên biết đây là uy lực sức mạnh chí dương chí cương của mệnh tinh Thái Dương, còn có tai họa ngầm độ kiếp của bản thân Hoa Lang, cho nên một chưởng này khiến Hoa Lang đã bị chính mình giết chết. Phù! Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn cảm thấy sợ quái thai Tuyết Tàng, đồng thời cũng nảy sinh chút kính nể. Nếu không phải lần này Hoa Lang bị đại thiên kiếp của hắn khơi ra thiên kiếp Tuyết Tàng thứ tư của gã thì có lẽ dù là sức mạnh trong mệnh tinh Thái Dương của hắn cũng không dễ dàng giết được Hoa Lang. Đùng đùng đoàng đoàng. Lúc này, từng tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Hắn biết lần thiên kiếp thứ ba sắp ấp ủ xong rồi. Mặc dù đã giải quyết được một kẻ địch lớn, nhưng thiên kiếp càng khủng bố hơn mới chỉ vừa bắt đầu. Lão đầu nói 9 tầng kiếp vân đại diện cho thiên kiếp cửu cửu, hắn cần phải tiếp nhận 9981 lôi đỉnh chi uy. Giờ mới bắt đầu lần thiên kiếp thứ ba thôi. Tới đây, tiểu gia tu đạo đến nay, cả đường đi chưa từng thuận buồm xuôi gió, đều là in từng dấu chân đi đến bây giờ, sao có thể chết hiểu dưới thiên kiếp chứ? Hôm nay tiểu gia sẽ độ thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết này xem ngươi có thể đánh chết tiểu gia không? Sau khi lôi kiếp lần thứ ba kéo đến, trông còn đáng sợ hơn hai lần trước cộng lại. Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị tốt, trên đường hắn đã hỏi sư phụ các vấn đề liên quan đến phương pháp độ đại thiên kiếp. Đáp án sư phụ đưa ra là, thực lực, thực lực, thực lực. Chỉ có thực lực của bản thân mới là vương đạo trong độ kiếp. Đương nhiên thực lực ở đây bao gồm tất cả lực lượng của bản thân. Mắt thấy có xu thế sấm sét cuồng nộ, sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng nghiêm túc. Hắn vung tay lên, rất nhiều yêu tinh tệ thượng phẩm rơi vung vãi, những yêu tinh tệ này tương tự linh thức mà người tu chân sử dụng, đều chứa linh khí trời đất khổng lồ. Tất nhiên Dương Bách Xuyên giải yêu tinh tệ có mục đích. Hắn muốn bày trận pháp, trước tiên dùng trận pháp phòng ngự để giảm bớt uy lực của thiên kiếp, thầm nghĩ có thể chống đỡ được bao lâu thì hay bấy lâu, chỉ cần có tác dụng là được. Trận pháp phòng ngự chống đỡ thiên kiếp là một trong những phương pháp mà sư phụ nói cho hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng không thiếu yêu tinh tệ. Hắn đã tích lũy thiên tài địa bảo suốt 8-90 năm ở dãy núi Vạn Yêu, thật sự là bây giờ hắn dám nói một câu nhà giàu mới phất. Chỉ riêng yêu tinh tệ kiếm được từ việc mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu, hắn đã không biết có bao nhiêu rồi, dù sao cũng toàn là con trồn quản gia tham tiền kia quản lý. Sau khi hắn tiêu diệt độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà, yêu tinh tệ mà hắn lấy được phải tính bằng núi. Huống chi sau đó hắn còn dọn hết bảo tàng của tộc Thanh Ngưu, trong đó có vô số thiên tài địa bảo. Bây giờ dùng những thứ này để độ thiên kiếp rất đúng lúc. Nhân lúc thiên kiếp lần ba chưa giáng xuống, Dương Bách Xuyên vội vàng bày trận pháp. Nhưng hắn không biết rằng trong tầng mây cách xa ngàn dặm, chín đại thánh chủ đã bùng nổ. Thậm chí càng ngày càng có nhiều cao thủ kéo nhau đến, đương nhiên những người này chỉ đến hóng chuyện. Dù sao chín đại thánh chủ cùng xuất hiện vì một tu sĩ nhỏ bé cũng là chuyện lớn trước nay chưa từng có ở tu chân giới. Mọi người muốn xem rốt cuộc là tại sao một tu sĩ nhỏ bé lại được chín đại thánh chủ của tu chân giới chú ý như vậy. Khắp tu chân giới có không ít cao thủ đang quan sát, hoặc có thể nói là không ít phi thăng cảnh và địa tiên tam truyền. Những cao thủ đứng trên đỉnh cao tu luyện này đều chú ý đến Dương Bách Xuyên và Hoa Lang.
kết quả khiến mọi người trợn tròn mắt. Sao có thể chứ? Trong tầng mây, Vạn Linh Thánh Mẫu là người đầu tiên hét thất thanh, bởi vì Hoa Lang đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Chuyện này khiến bà ta vô cùng kinh ngạc và không dám tin. Hoa Lang là ai chứ? Đó là thiên tài quái thai tuyết tàng của Thánh Địa Vạn Linh. Xét về thực lực, Hoa Lang có thể so với người đã độ ba kiếp thiên hỏa tuyết tàng, ngang ngửa nhân vật phi thăng cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nếu Hoa Lang thật sự đấu với tu sĩ phi thăng cảnh hậu kỳ, thì hắn là người vô địch trong cùng cảnh giới. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn chỉ là tu sĩ độ kiếp nhỏ bé, trong mắt rất nhiều người hắn chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng bây giờ chính con kiến Dương Bách Xuyên này lại giết chết Hoa Lang. Trong mắt Vạn Linh Thánh Mẫu, Dương Bách Xuyên và Hoa Lang giống như một đứa trẻ 3 tuổi giết chết một gã khổng lồ. Làm sao nàng ta cam tâm cho được? Thật sự không tài nào tin nổi. Nhưng trong số các thánh chủ này cũng có người thông minh, kỳ thực mọi người đều nhìn ra điểm mấu chốt trong đó là thiên kiếp tuyết tàng lần thứ 4 của Hoa Lang đã bị dẫn ra trong đại thiên kiếp của Dương Bách Xuyên. Đây mới là nguyên nhân dẫn đến kết cục Hoa Lang bị Dương Bách Xuyên giết. Tất nhiên Vạn Linh Thánh Mẫu cũng nhìn ra, nhưng bà ta không thể nào chấp nhận sự thật một quái thai tuyết tàng của Thánh Địa Vạn Linh bị giết. Bà ta không tin có khả năng này, nhưng kết quả là Hoa Lang hóa thành cho dưới một chiêu không biết là sức mạnh gì của Dương Bách Xuyên, hồn bay phách tán triệt để. Thật ra khi mấy đại thánh chủ nhìn thấy chiêu thức cuối cùng mà Dương Bách Xuyên tiêu diệt Hoa Lang, con người bỗng co lại. 9 người đều là nhân vật đứng đầu tu chân giới, sở hữu quyền lực và thực lực. Từ trong lực lượng mà Dương Bách Xuyên tiêu diệt Hoa Lang, bọn họ đều cảm nhận được lực lượng chí dương chí cương không gì sánh được, mạnh mẽ bá đạo hơn bất cứ lực lượng nào. Điều chấn động hơn là bọn họ nhìn thấy tượng thần mệnh tinh của Dương Bách Xuyên mang hình dạng bản thể, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cộng thêm thứ xuất hiện là song mệnh tinh, còn có thần thông thiên phú của hai đại mệnh tinh là chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, thật sự khiến mấy vị thánh chủ này cực sốc. Chưa kể mệnh tinh của Dương Bách Xuyên còn là tượng thần mệnh tinh. Trong mắt bọn họ, tất cả đều khác với người bình thường. Tượng thần mệnh tinh mang hình dạng bản thể, song mệnh tinh, và cả thần thông mệnh tinh, tất cả đều không phải dạng vừa. Còn nữa, thiên kiếp của Dương Bách Xuyên là thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết. Đây là thiên kiếp cấp bậc cao nhất, trong ghi chép lịch sử của tu chân giới không xuất hiện mấy ai có thiên kiếp cửu cửu. Chưa nói đến chuyện Dương Bách Xuyên có vượt qua thiên kiếp cửu cửu hay không, chỉ riêng quy cách cao nhất của thiên kiếp cũng đã nói lên Dương Bách Xuyên không phải kẻ tầm thường. Nhất thời 9 đại thánh chủ đều buồn bực, ai nấy đều chấn động trong lòng, tâm tư khác nhau. Đương nhiên vị thánh chủ lo lắng nhất trong 9 người này không phải Vạn Linh Thánh Mẫu, mà là Vân Trường Sinh. Bởi vì sau khi Dương Bách Xuyên liên tục thi triển ra thần thông pháp tướng để đối phó với Hoa Lang, Vân Trường Sinh đã nhìn thấy pháp tướng khổng lồ quen thuộc, nhìn thấy kim cương ấn, trường sinh ấn và lục đại ấn ký quen thuộc, hắn hoàn toàn xác định đó chính là thần thông độc môn của sư phụ Vân Thiên Tà thần thông Chí Tôn. Chắc chắn vị sư đệ này là thật. Sau khi trông thấy Dương Bách Xuyên đánh chết Hoa Lang, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn lại bị kiếp vân trên trời thu hút sự chú ý. Hắn không ngờ đại thiên kiếp của tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên lại là thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết. Thế này thì, vượt qua kiểu gì? Cùng cấp bậc thiên kiếp lớn nhỏ, nhưng uy lực lại có sự khác biệt về bản chất. Nếu tiểu thiên kiếp xuất hiện thiên kiếp cửu cửu thì không chừng có thể vượt qua, nhưng đại thiên kiếp xuất hiện thiên kiếp cửu cửu thì đúng là sự tồn tại đến thiên đạo cũng phải đố kỵ. Không khéo binh giải tu tán tiên cũng không kịp, sẽ hồn bay phách tán dưới thiên kiếp. Vì vậy Vân Trường Sinh vô cùng lo lắng. Lo thì lo. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì hắn biết thiên kiếp phải dựa vào chính mình, nếu mượn sự giúp đỡ của người khác thì trái lại sẽ càng gia tăng uy lực của thiên kiếp, hoàn toàn không giúp được gì. Vân Trường Sinh không dám nhúng tay. Dưới đại thiên kiếp, bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu đều là tự rước rắc rối cho đối phương và cho chính mình. Cuối cùng sự im lặng của 9 đại thánh chủ bị phá vỡ, người lên tiếng là thánh chủ của thánh địa đao chủng luôn trung lập. Chỉ nghe thánh chủ của thánh địa đao chủng cảm thán, thiên kiếp cửu cửu cơ à. Trong lịch sử tu chân giới, ở thời đại trước có ghi lại ba nhân, yêu, ma, cả ba đều là vương giả trong các vương giả, nhưng không có ai vượt qua thiên kiếp cửu cửu. Hai người hồn bay phách tán,
một người thành công binh giải thu thành tán tiên. Thánh chủ của thánh địa đao chủng nói xong, phá vỡ bầu không khí im lặng. Mà mọi người không ai bảo ai, cùng nhìn về phía diệu tiên của thông tiên cung, trong đầu bất giác nhớ lại ghi chép lịch sử của tông môn mình. Đúng là thời đại trước có ba người từng xuất hiện thiên kiếp cửu cửu, nói đúng ra là hai nhân tộc một yêu tộc. Trước tiên nói về một yêu vương của yêu tộc Đại Bằng Điểu, vị yêu vương cường đại gần như thống trị nửa tu chân giới. Đại Bằng Điểu chỉ xếp sau thần thú, từng xuất hiện thiên kiếp cửu cửu, nhưng cuối cùng lại chết dưới thiên kiếp cửu cửu, thậm chí không kịp binh giải chuyển tu. Đại Bằng Điểu là thần điểu, dẫn tới thiên kiếp cửu cửu cũng không có gì lạ. Người thứ hai là ma đầu ma đạo, là nhân tộc nhưng lại là ma đầu vô thượng đã giết vô số người huyết ma điên cuồng. Ở thời đại trước, người này tu ma đạo, chỉ huy đám ma đạo nước sông không phạm nước giếng với tu sĩ chính đạo, thiên phú tu luyện có thể nói là trăm ngàn năm mới có một. Điên cuồng dẫn tới thiên kiếp cửu cửu bởi vì hắn đã giết quá nhiều sinh linh, trời muốn diệt hắn. Trong ghi chép lịch sử, điên cuồng đã giết hàng tỷ sinh linh trong 10 tiểu thế giới, cho nên dẫn tới thiên kiếp cửu cửu. Nghe nói khi Đinh Cuồng độ một kiếp cuối cùng trong thiên kiếp cửu cửu, hắn không thể vượt qua, hồn bay phách tán. Người cuối cùng thuộc tu chân giới, là người của thông tiên cung. Nàng cũng có thiên phú vô song, có thể nói là thiên tài trăm ngàn năm không có lấy một người danh hiệu thông tiên thượng nhân. Thời đại trước nàng đứng đầu chính đạo, địa vị đứng đầu của thông tiên cung cũng từ đó mà ra. Trong thiên kiếp cửu cửu, thông tiên thượng nhân cũng không thể chống đỡ được đến cùng. Nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã binh giải chuyển tu tán tiên, thành công sống sót. Trong ba nhân, yêu, ma ở thời đại trước, chỉ có duy nhất một người vượt qua thiên kiếp cửu cửu và thành công trên con đường tán tiên, bước vào tiên giới. Hơn nữa, nghe nói nàng cũng trở thành người nổi tiếng trên tiên giới. Bởi vì thiên kiếp cửu cửu nên khi đạt đến tán tiên tam chuyển, thông tiên thượng nhân trực tiếp được một thế lực lớn nào đó ở tiên giới triệu hoán, phi thăng lên tiên giới. Mà thông tiên thượng nhân chính là tổ tiên của Tử Hà, cung chủ thông tiên cung đời trước. Vì vậy, thông tiên cung có chỗ dựa lớn ở tiên giới, cũng vì thế mà bao năm qua thông tiên cung vẫn đứng đầu chín thánh địa lớn ở tu chân giới. Ngay cả ba nhân vật vô thượng kể trên cũng không vượt qua thiên kiếp cửu cửu, Dương Bách Xuyên có thể không? Qua một thời đại, tu chân giới lại có thiên kiếp cửu cửu vô thượng xuất hiện. Mà người này là Dương Bách Xuyên. Trong mắt mấy đại thánh chủ, thiên kiếp cửu cửu của Dương Bách Xuyên đã là dẫn đầu một thời đại rồi. Bởi vì thiên kiếp cửu cửu chỉ xuất hiện ở thời đại trước. Diệu tiên cũng hoàn hồn, buông lời cảm thán, thiên kiếp cửu cửu không chỉ là một loại thiên kiếp, có lẽ còn là một dạng chỉ dẫn của thiên đạo. Ở tu chân giới, càng ngày càng khó có tu sĩ phi thăng thành tiên. Một là chết dưới đại thiên kiếp, hai là độ kiếp thất bại nhưng binh giải tu tán tiên. Cuối cùng vẫn chết dưới tán tiên kiếp. Tiến thêm một bước, bị kẹt lại ở phi thăng cảnh thì khó có thể tiến thêm, cho dù đạt tới đỉnh phong cũng không dẫn ra được ánh sáng tiếp dẫn, từ đó phi thăng đắc đạo. Qua một thời đại, hôm nay lại xuất hiện thiên kiếp cửu cửu, có lẽ đây là chuyện tốt. Chư vị à, ta thấy chuyện của Dương Bách Xuyên nên dừng ở đây thôi. Nói xong Diệu Tiên nhìn các thánh chủ xung quanh, thật ra mọi người đều hiểu ý của nàng ta. Bất kể ân oán cá nhân ra sao, dưới thiên đạo chỉ dẫn, mọi người nên buông bỏ. Bởi vì đối với tu chân giới mà nói, thiên kiếp cửu cửu là thiên đạo chỉ dẫn. Từ lịch sử bao đời nay có thể thấy đây là chuyện tốt, chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi xuống ao tù. Từ quỹ đạo lịch sử có thể thấy sau thiên kiếp cửu cửu chắc chắn là thời đại tu đạo hưng thịnh, ít nhất là tỷ lệ tu sĩ độ kiếp phi thăng tăng lên rất nhiều. Vì thế, bất kể Dương Bách Xuyên có vượt qua thiên kiếp cửu cửu hay không đều tính là hắn có công với tu chân giới, mọi người không nên truy cứu ân oán gì nữa. Hừ, dù sao hắn cũng phải chết, bản tôn không so đo với một người chết. Thánh chủ của thần Phù Linh Tông lên tiếng. Phải đó, bản tôn chưa từng nghe nói dưới thiên kiếp cửu cửu có ai vượt qua và sống sót. Vậy thì chờ xem kịch thôi, bản tôn muốn xem thằng nhãi này bị sét đánh thành dạng gì. Thánh chủ của Bách Luyện Sơn Trang cười hả hê. Hời cho tên tiểu xúc sinh này. Vạn Linh Thánh Mẫu nở nụ cười hung ác. Lão yêu bà tích đức đi, nếu không bản tôn sẽ liều chết đến cùng với ngươi. Vân Trường Sinh vốn đang lo lắng cho tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên, lúc này lại nghe Vạn Linh Thánh Mẫu mắng Dương Bách Xuyên,
hắn lập tức nổi sát ý. Đừng có ồn nữa, lôi kiếp đợt ba đến rồi kìa. Thiên kiếp cửu cửu đấy, một thời đại chưa chắc được xem một lần, chỉ bằng bây giờ các ngươi hãy quan sát cho kỹ, rất có lợi cho việc cảm ngộ thiên đạo đấy. Có lẽ sau hôm nay, người phi thăng ở tu chân giới sẽ khắc ghi công ơn của Dương Bách Xuyên. Diệu Tiên lên tiếng của trách. Mấy đại thánh chủ đều tắt ngóm, tập trung quan sát Dương Bách Xuyên độ kiếp. Đúng như Diệu Tiên nói, thiên kiếp cửu cửu là thiên đạo chỉ dẫn, một thời đại mới xuất hiện một lần. Đối với tu sĩ sinh linh đương thời, quan sát thiên kiếp cửu cửu nhất định sẽ có cảm ngộ sâu sắc về thiên đạo, lợi ích trong đó chắc chắn sẽ rút ngắn khoảng cách thành tiên. Vì vậy, từ nay về sau coi như Dương Bách Xuyên có công với tu chân giới, bất kỳ sinh linh nào xem hắn độ kiếp đều coi như đã nhận ân huệ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Diệu Tiên khuyên nhủ mấy đại thánh chủ đừng kết ân oán với Dương Bách Xuyên nữa, mà ngoài mặt mấy vị thánh chủ cũng đồng ý. Cả tu chân giới có khoảng 5-6.000 người có phi thăng lên tiên giới thành tiên, gần 6.000 năm gần như không có ánh sáng tiếp dẫn xuất hiện. Thật ra mọi người đều biết tu chân giới hiện nay đang là thời đại mạt pháp, càng ngày càng suy yếu, đây không phải là chuyện tốt. Hôm nay Dương Bách Xuyên độ kiếp xuất hiện thiên kiếp cửu cửu chẳng khác nào mang đến cho mọi người một con đường lĩnh ngộ đại đạo. Thế nên Diệu Tiên mới nói Dương Bách Xuyên có công, còn là công lớn, tất cả mọi người đều thừa nhận điều này. Rắc. Một đạo lôi kiếp to bằng cánh tay từ trong kiếp vân giáng xuống, giống như thương long ra biển, dài khoảng 30 mét, tỏa ra ánh sáng trắng soi sáng cả thiên kiếp, phóng thẳng xuống Dương Bách Xuyên. Thánh chủ của thánh địa Đao Trùng cảm thán, quả nhiên không hổ là thiên kiếp cửu cửu, chỉ riêng đạo lôi kiếp của thiên kiếp tam cửu cũng đủ so với đạo cuối cùng của thiên kiếp tứ cửu rồi. Mạnh quá! Vân Trường Sinh quan sát với tâm trạng lo lắng. Chỉ thấy lúc này tiểu sư đệ chạy qua chạy lại trên mặt đất, thoáng cái đã có một trận pháp. Khi lôi kiếp bổ xuống, hắn vẫn còn chạy tới chạy lui, hoàn toàn không biết gì. Vân Trường Sinh nôn nóng, thân hình chợt động rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Vân Trường Sinh nhảy vọt lên nghìn dặm, xuất hiện trên đỉnh núi cách chỗ Dương Bách Xuyên độ kiếp 500 mét. Tuy hắn không thể giúp Dương Bách Xuyên độ kiếp, nhưng có thể đưa cho vị tiểu sư đệ còn chưa kịp chính thức nhận nhau này một ít đan dược và pháp khí. Hắn là đại sư huynh, không thể không làm gì. Mặc dù bản thân Vân Trường Sinh cũng không tin tiểu sư đệ có thể vượt qua thiên kiếp cửu cửu, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Nếu không, nhỡ đâu sau này gặp sư phụ Vân Thiên Tà, hắn không biết phải ăn nói thế nào. Mặc dù sư phụ Vân Thiên Tà đã bặt vô âm tín hơn vạn năm, nhưng Vân Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ rằng nhân vật vô thượng ấy đã chết, có lẽ sư phụ chỉ ngao du ở tiểu thế giới nào đó mà thôi. Mà tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên xuất hiện chính là bằng chứng tốt nhất. Rõ ràng Dương Bách Xuyên là đệ tử được sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận khi xuống tiểu thế giới nào đó. Bất kể thế nào Vân Trường Sinh cũng không muốn tiểu sư đệ gặp bất trắc, bản thân có thể làm được gì thì vẫn phải làm, nếu không hắn sẽ hổ thẹn với sư phụ Vân Thiên Tà. Đoàng. Khi Vân Trường Sinh đặt chân lên đỉnh núi, đạo lôi kiếp của thiên kiếp tam cửu bổ xuống. Đạo thiên kiếp này khiến cõi lòng Vân Trường Sinh run lên, hắn vội vàng nhìn sang. Một giây sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì bây giờ hắn đã biết tại sao rõ ràng là thiên kiếp đã giáng xuống nhưng Dương Bách Xuyên lại chẳng biết gì, vẫn đi lại loanh quanh, không hề chú ý. Thì ra là tiểu sư đệ đã bày từng tầng trận pháp phòng ngự trên mặt đất. Đạo lôi kiếp thứ nhất đánh vào trận pháp, cả trận pháp rung chuyển nhưng không vỡ. Hơn nữa, điều quan trọng là Dương Bách Xuyên đã bày 5 trận pháp phòng ngự, và hắn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bày trận bên trong. Hèn chi hắn không để ý tới lôi kiếp trên trời. Thấy vậy, Vân Trường Sinh không nhịn được thầm khen Dương Bách Xuyên một tiếng tuyệt. Sau đó, mấy vị thánh chủ khác cũng xuất hiện bên cạnh Vân Trường Sinh, đáp xuống đỉnh núi. Bọn họ đều nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang bày trận. Hoàng đế của Hoàng Triều Hiên Viên có quan hệ tốt với Trường Sinh Điện, đi tới bên cạnh Vân Trường Sinh rồi nói, Trường Sinh, tiểu sư đệ này của đệ còn là đại gia trận pháp cơ à? Chỉ dựa trận pháp phòng ngự mà đã chống đỡ được đạo lôi kiếp của thiên kiếp tam cửu. Muội muội của Hoàng đế Hiên Viên kết hôn với Vân Trường Sinh, cho nên hai người xưng hô khá thân thiết. Đệ cũng không ngờ, nhưng nhìn có vẻ ổn đấy. Hy vọng tiểu sư đệ có thể vượt qua thiên kiếp vô thượng này. Vân Trường Sinh đáp.
không ngờ tên nhóc này lại bày đại trận cửu cửu chu thiên. Nếu trận thành, chắc là có thể chống đỡ thiên kiếp lục cửu nhỉ. Sau khi Diệu Tiên của Thông Thiên Cung trông thấy Dương Bách Xuyên bày trận, nàng ta tinh mắt nhận ra trận pháp mà hắn đang bày bố, không nhịn được lên tiếng. Xem ra tên nhãi này còn là tài chủ, chi mạnh tay thật đấy. Cho dù là thánh địa chúng ta muốn bày đại trận cửu cửu chu thiên cũng phải dốc nhiều vốn liếng. Thánh chủ của thánh địa Đao Chủng góp lời. Nghe thánh chủ của thánh địa Đao Chủng nói vậy, các thánh chủ khác bèn quan sát kỹ, sau đó ai nấy đều không kìm được hít sâu một hơi. Quả nhiên Dương Bách Xuyên chi mạnh tay, có thể gọi là đại tài chủ. Chỉ thấy vô số yêu tinh tệ sáng lấp lánh rải đầy đất, mọi người đều biết thứ này tương đương linh thạch thượng phẩm của người tu chân. Mà đại trận cửu cửu là từng trận pháp độc lập, cuối cùng bày trận thành công thì 9 trận pháp có thể hợp nhất, phải nói là phòng ngự đứng đầu tu chân giới. Điều quan trọng nhất là trận pháp này cần hàng trăm vạn linh thạch, còn là linh thạch thượng phẩm. Số lượng lớn như vậy, 9 thánh địa lớn bọn họ cũng phải dốc bao vốn liếng, thậm chí có một số thánh địa cho dù có linh thạch cũng không nỡ dùng. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại tiện tay lấy ra để bày trận độ kiếp. Sau khi độ kiếp, những viên yêu tinh tệ tương đương linh thạch này sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, nói là chi mạnh tay cũng không ngoa. Trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, đây chính là trăm vạn linh thạch thượng phẩm đấy. Các thánh chủ thầm cảm thán trong lòng. Vạn linh thánh mẫu ghen tị nói, hừ, tốn trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm thì làm được gì chứ? Dưới thiên kiếp cửu cửu, chẳng phải sẽ hồn bay phách tán sao? Vạn linh, ngươi quá đáng rồi đấy. Hiện tại ngươi đang xem Dương Bách Xuyên độ thiên kiếp cửu cửu, nói như vậy coi chừng bị trời phạt. Lần này Hoàng đế Hiên Viên thẳng thừng bật lại Vạn Linh Thánh Mẫu. Ngươi, sắc mặt Vạn Linh Thánh Mẫu tái mét, nhưng lại thấy Hoàng đế Hiên Viên và Vân Trường Sinh đều nổi sát ý, mà lúc này đạo lôi kiếp thứ hai trong đợt ba của Dương Bách Xuyên cũng giáng xuống. Đoàng, giác. Âm thanh long trời nổ đất cắt ngang lời nói của Vạn Linh Thánh Mẫu. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã bày trận xong, từng vốc yêu tinh tệ trong tay hắn rơi lả tả ra ngoài. Cửu cửu tương khấu, chu thiên vận chuyển, trận thành. Trận pháp gần như hoàn thành cùng lúc với đạo lôi kiếp thứ hai. Đoàng. Cả đại trận phát ra ánh sáng vàng chói mắt, bao phủ ánh sáng của đạo lôi kiếp thứ hai. Dương Bách Xuyên đứng trong đại trận, cuối cùng cũng thở phào. Hắn tiêu tốn trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm bày đại trận cửu cửu chu thiên là có tác dụng, không uổng phí. Cửu cửu chu thiên đại trận độc lập, đan xen. Khi gặp phải đòn tấn công mạnh mẽ sẽ hợp nhất để chống đỡ, cho dù một trận tan vỡ, 8 trận còn lại vẫn không bị ảnh hưởng. Là trận pháp độ kiếp do sư phụ dạy hắn. Sau khi trận pháp thành hình, Dương Bách Xuyên nhìn thấy uy lực cũng cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng cũng đang chảy máu. Bởi vì gần như hao hết hơn trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, theo yêu cầu của sư phụ không được phép dùng hạ phẩm và trung phẩm, chỉ có thể dùng thượng phẩm. Dù sao sau khi bố trí xong trận cuối cùng, yêu tinh tệ thượng phẩm của hắn đã rỗng tuếch. Sao lại không đau lòng? Mặc dù sau khi đi ra khỏi dãy núi Vạn Yêu, hắn trở thành kẻ giàu có nhưng dựa theo độ tiêu hao này, sau khi độ xong trận thiên kiếp này cũng trở lại trước giải phóng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết đại thiên kiếp lần này của mình rất khủng bố, nếu không bỏ vốn gốc, chính mình sẽ chịu khổ. Nhưng dù sao vấn đề có thể giải quyết bằng tiền tài đều là vấn đề không lớn. Hơn nữa số yêu tinh tệ có được sau khi chữa bệnh cho các yêu quái đều được cất giữ ở chỗ chồn nhỏ, chưa động một đồng. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết chồn nhỏ nắm giữ bao nhiêu yêu tinh tệ, nhưng hắn đoán cũng sẽ không ít. Hiện tại người nào đó là nhà giàu nhiều tiền. Hắn không biết độ giàu có của hắn đã làm 9 thánh chủ chấn động. Chấm. Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuẩn bị giai đoạn thứ hai. Hắn cũng từng độ tiểu thiên kiếp, mặc dù chất lượng và uy lực giữa hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn vẫn biết được số lượng lôi kiếp. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn 39 thiên kiếp, phía sau còn 49, 59 mãi cho đến 99 thiên kiếp, cái sau mạnh hơn cái trước. Đây mới chỉ là món tráng miệng. Hắn không thể không cẩn thận. Trong kế hoạch mà sư phụ đưa cho hắn có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dùng trận pháp, hiện tại đã hoàn thành, tiêu phí hơn trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, có thể chống đỡ được một thời gian.
Giai đoạn 2 là bùa chú, Dương Bách Xuyên không quá am hiểu phương diện này, năm đó ở địa cầu và Sơn Hải giới hắn chỉ nhìn thấy tỉ muội Lục Tuyết Hy luyện chế một lần. Dương Bách Xuyên biết giai đoạn này phải dựa vào sư phụ. Giai đoạn 3 là pháp khí và thần thông. Sau khi hoàn thành xong giai đoạn 1, Dương Bách Xuyên bắt đầu dò hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ, xem ra trận pháp có thể ngăn cản một đoạn thời gian, tiếp theo bùa chú nên làm như thế nào? Âm đùng. Trong lúc nói chuyện có một lôi kiếp đánh xuống đại trận, làm cho cả đại trận đong đưa, Dương Bách Xuyên đứng trong vòng trận pháp, thân thể ngã trái ngã phải. Dương Bách Xuyên hô lên, sư phụ, có khi nào cửu cửu chu thiên đại trận sẽ không chống nổi 39 thiên kiếp không? Tiểu tử thối, sốt ruột cái gì, bình tĩnh đi, có thể nói trận pháp phòng ngự này đứng đầu tu chân giới, tiêu phí hơn 100 vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, chắc chắn sẽ không uổng phí. Yên tâm, 39 thiên kiếp không đánh vỡ được đại trận, bây giờ chuẩn bị đi, sư phụ sẽ dạy ngươi luyện chế bùa chú. Vân Thiên Tà nói. Cái gì? Sư phụ thối, người muốn ta luyện chế bùa chú ngay tại chỗ này, ta chưa từng luyện chế bùa chú. Đậu má, người thật sự không đáng tin cậy, khác gì nước đến chân mới nhảy. Dương Bách Xuyên lớn tiếng mắng. Tiểu tử thối, nếu sư phụ đã nói người có thể, sao có thể không nắm chắc được? Đừng nhiều lời, không còn nhiều thời gian đâu, sư phụ chỉ có thể dạy ngươi luyện chế 3 loại bùa chú, có thể luyện chế được bao nhiêu phải xem tạo hóa của chính ngươi. Bắt đầu từ việc chuẩn bị tài liệu luyện chế. Vân Thiên Tà thúc giục. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, lúc này chỉ còn cách tin sư phụ. Hắn hỏi, cần tài liệu gì? Vân Thiên Tà nói, lấy ra thi thể của song đầu xà, trong thân thể của song đầu xà kia mang theo tu vi tôn vương đại viên mãn, có huyết mạch chân lòng, lại còn là biến dị thể, cộng thêm tiên khí trong tụ tiên hồ lô của ngươi, miễn cưỡng có thể chế tạo bùa chú thiên giai. Bùa chú thiên giai, đó là bùa chú gì vậy? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng, vung tay lấy ra thi thể của song đầu xà ra. Ngay sau đó cũng lấy ra tụ tiên hồ lô. Lúc đạt được tụ tiên hồ lô trong bảo khố Thanh Ngưu, trong tụ tiên hồ lô có 3 tiên khí, Dương Bách Xuyên sử dụng một cái thứ hai ban cho Thanh Ngưu, hiện tại bên trong còn một tiên khí, lần này sư phụ lại nói dùng để luyện chế bùa chú. Đủ xa hoa. Ở trong mắt phi sư, bùa chú đạo chia thành 2 cấp bậc, một là bùa chú địa giai, bùa chú thường dùng ở tu hỉa giới, một cái khác là bùa chú thiên giai, tiên nhân thường dùng. Ở tu chân giới, chỉ có tán tiên tứ chuyển mới có thể luyện chế được bùa chú thiên giai. Bởi vì lực lượng trong cơ thể tán tiên đã chuyển hóa thành nguyên lực, tất nhiên nguyên lực trong cơ thể của tán tiên tứ chuyển không thuần tịnh bằng tiên nhân tiên giới chân chính. May mắn còn có tụ tiên hồ lô. Có thể luyện hóa linh khí thành tiên khí thuần tịnh, đủ điều kiện luyện chế bùa chú thiên giai. Tiếp theo sư phụ sẽ dạy ngươi luyện chế bùa chú thiên kiếp bùa liệt thiên, là bùa chú thiên kiếp sơ cấp, đủ dùng để ứng phó với thiên kiếp. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên nghe thấy là bùa chú sơ cấp, nói thầm, chỉ là sơ cấp. Vân Thiên Tà mắng, tiểu tử thối, sơ cấp thì làm sao? Phải biết rằng chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế được bùa chú thiên giai. Nếu trong tay ngươi không có tiên khí chắc chắn sẽ không đủ điều kiện luyện chế. Hơn nữa ngươi có biết tại sao bùa này được gọi là liệt thiên không? Sau khi sử dụng phá vỡ không trung, nếu luyện chế ra phẩm chất tốt, sau khi phá vỡ hư không, có thể đưa thiên kiếp vào cái khe hư không, còn chưa biết đủ. Quan trọng nhất vẫn phải xem vận khí của ngươi, có thể luyện chế thành công hay không lại là chuyện khác. Đừng nhiều lời, nhanh cắt ra của song đầu xà thành dài 9 mét, rộng 3 mét. Cắt thành mấy tấm, nhanh lên. Dương Bách Xuyên cũng biết thời gian cấp bách, miệng thì đấu võ mồm với sư phụ, tay lại không hề chậm, cầm kiếm đồng long, vận chuyển chân khí, cắt thành 9 tấm. Da rắn còn thừa hơn nửa, nhưng theo lời sư phụ, 9 tấm là đủ rồi, nếu hắn có thể luyện chế thành công 9 tấm thì quá tốt. Thu da rắn còn thừa vào trong không gian. Lúc này uy lực của 49 thiên kiếp càng thêm khủng bố, kiếp vân quay cuồng. Tiếng sấm liên tục vang lên. Kiếp sau mạnh hơn kiếp trước, Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút áp lực, uy áp của thiên kiếp ngày càng mạnh, mạnh đến mức đứng trong trận pháp hắn cũng có thể cảm nhận được. Cửu cửu chu thiên đại trận không uổng phí hơn 100 vạn yêu tinh tệ, chống đỡ được qua 39 thiên kiếp. Nhìn qua có vẻ có thể chịu được qua 49 thiên kiếp.
Sau khi hoàn thành 9 tấm da rắn, theo sự chỉ dẫn của sư phụ, Dương Bách Xuyên bày biện 9 tấm ở chính giữa 9 cung. Sau đó nói, sư phụ, tiếp theo nên làm thế nào? Còn thiếu một thứ quan trọng nhất, phải dùng máu chân long khắc họa khắc văn bùa chú Vân Thiên Tà nói. Cái gì, ta đi tìm máu chân long ở chỗ nào? Dương Bách Xuyên kêu to. Vân Thiên Tà mắng, tiểu tử thối, ồn ào cái gì, không phải trong đáy hồ long cung ở không gian hồ Càn Khôn có một long ngư hay sao, còn thiếu một bát máu chân long. A Dương Bách Xuyên ngây người, nghe sư phụ nói vậy mới bừng tỉnh. Mai tỷ chính là chân long. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ coi Mai tỷ là yêu, luôn coi nàng như người thân, nên vô thức xem nhẹ chuyện Mai tỷ là long ngư tiến hóa thành chân long. Hiện tại sư phụ bảo hắn đi lấy 9 bát máu chân long, tức là muốn lấy máu Mai tỷ. Sư phụ thối, 9 bát máu chân long, chuyện này bảo hắn mở miệng với Mai tỷ kiểu gì. Nhưng đã đến lúc này, không mở miệng cũng không có cách nào khác, bản chất của việc luyện chế bùa chú giống với bùa chú khắc họa bình thường, đều yêu cầu mực nước. Khác ở chỗ bùa chú cao giai cần thay thế bằng máu yêu thú càng cao cấp, uy lực của bùa chú càng lợi hại. Vào lúc này, máu chân long của Mai tỷ chính là thứ tốt nhất. Đừng dề ra, nhưng chân lên, đối với chân long, 9 bát máu giống như mất 9 sợi lông thôi. Vân Thiên Tà thúc giục. Dương Bách Xuyên không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn nhắm mắt đi vào trong không gian bằng ý niệm. Lâu lắm rồi không xuống Long Cung, Mai tỷ cũng rất hiếm khi xuất hiện, vẫn luôn tu luyện ở Long Cung. Theo lời của nàng, nàng đang tạo điều kiện cho mấy long ngư khác. Năm đó nàng có thể tiến hóa từ long ngư thành chân long, vậy những long ngư khác cũng có cơ hội tiến hóa thành chân long. Ý thức tiến vào long cung vẫn không khác năm đó là bao, vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới đáy hồ. Dương Bách Xuyên ngưng tụ thành hình, biến ảo thành bộ dáng thần hồn, xuất hiện ngoài cửa long cung. Sau đó cảm thấy nước ở cửa long cung có gợn sóng, tiếp theo có hai long ngư đầu cá thân người xuất hiện. Hét lớn. Ai dám tự tiện xông vào Long Cung? Ta Dương Bách Xuyên đang định trả lời. Một người trong đó kích động nói, thì ra là chủ nhân, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Một người khác cũng thấy rõ Dương Bách Xuyên, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Dương Bách Xuyên đưa ngươi, hai người nửa hóa hình trước mắt chính là Long Ngư, tu vi đạt đến phân thần kỳ. Lâu lắm rồi hắn không chú ý đến tình hình của Long Ngư, không ngờ đã có Long Ngư nửa hóa hình. Gác cổng Long Cung là những long ngư có tu vi thấp, xem ra hiện tại còn có rất nhiều long ngư cao giai. Đây là chuyện tốt, bản chất mặc dù những long ngư kia nghe lệnh của Mai tỷ, nhưng lại đều đang ở trong hồ Càn Khôn. Những long ngư đó cũng do hắn lấy từ hồ tiên nữ ở địa cầu bỏ vào hồ Càn Khôn, nói trắng ra hắn chính là chủ nhân. Vung tay cho hai long ngư đứng dậy, Dương Bách Xuyên nói, đi báo cho Mai tỷ, nói ta muốn gặp. Theo đạo lý. Hắn là chủ nhân hồ Càn Khôn, Mi tỷ cũng là thuộc hạ của hắn, không cần phải thông báo. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn luôn rất tôn kính Mai tỷ, lúc này cho dù đến địa bàn của mình, đứng ngoài Long Cung, hắn cũng không định xông thẳng vào. Rõ, xin chủ nhân chờ một chút. Không cần, ta đến. Mai tỷ. Cửa lớn của Long Cung mở ra, Mao tỷ đã xuất hiện. Mai tỷ nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cười nói. Người làm chủ nhân như ngươi đến đây, không đi vào còn chờ ta có ngươi đi vào hả? Lúc này Dương Bách Xuyên không có tâm trạng nói đùa với Mai tỷ, nhìn Mai tỷ càng ngày càng quyến rũ, Dương Bách Xuyên cũng không dám nhìn lâu, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở của Mai tỷ càng thêm sâu nặng, hiển nhiên tu vi lại tăng mạnh. Không vòng vo, Dương Bách Xuyên nói thẳng, Mai tỷ, ta đến có việc muốn nhờ, bây giờ ta đang độ 99 thiên kiếp. Cần phải luyện chế bùa chú cho nên muốn xin ngươi một ít máu chân long, khụ khụ. Nói xong, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên đang độ đại thiên kiếp, còn là 99 thiên kiếp, Mai tỷ nghiêm mặt lại. Từ sau khi nàng trở thành chân long, có được huyết mạch truyền thừa của long tộc, biết được rất nhiều chuyện cho nên cũng không xa lạ gì với thiên kiếp. Không nói nhiều, vung tay lên, một chiếc lu cao bằng một người xuất hiện. Rạch một đường trên cổ tay, máu chân long màu vàng bắt đầu chảy ra. Một giọt máu chân long nhỏ xuống, sau đó đong đầy cả một lu. Sắc mặt của Mai tỷ trắng bệch, nói, có đủ hay không?
không đủ ta sẽ triệu hoán ba chân long khác lại đây. Lần trước trong không gian hồ Càn Khôn xuất hiện tiếng sấm, có ba long ngư hóa thành chân long, nhưng huyết mạch không thuần tịnh như ta, là ba con rồng nước. Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở cường đại tản ra từ long huyết màu vàng, trong lòng vô cùng cảm động. Vội vàng nói, đủ rồi, cảm ơn Mai Tỷ. Nghe thấy Mai Tỷ nói lại có thêm ba long ngư hóa thành chân long, Dương Bách Xuyên cũng vô cùng vui mừng. Thời gian gấp gáp, Dương Bách Xuyên không có thời gian ôn chuyện với Mai Tỷ, sau đó ý thức rời khỏi không gian, vung tay lên, một chiếc lu chứa máu chân long xuất hiện bên cạnh. Lúc này nghe thấy sư phụ ngạc nhiên nói, hử là máu đạo hạnh, tiểu kim long kia bỏ vốn gốc, lu máu này tiêu tốn 500 năm đạo hạnh của nàng, là một tiểu nữ tử có tình nghĩa, không tệ không tệ, có thêm một lu tinh huyết đạo hạnh này, uy lực của bùa chú càng thêm cường đại. Dương Bách Xuyên run rẩy. Hắn có tài đức gì có thể chịu món quà lớn này của Mai Tỷ? Suy nghĩ đầu tiên là đi trả lại. Sư phụ biết suy nghĩ của hắn, mắng to. Tiểu tử thối, máu đạo hạnh hơn tinh huyết tầm thường rất nhiều, một giọt có thể thành sông thành biển, dùng rồi sẽ không trả lại được. Tiểu kim long kia cũng coi như có tình có nghĩa, đừng cô phụ lòng tốt của nàng. Bên trong máu đạo hạnh ẩn chứa sức mạnh của 500 năm đạo hạnh, dùng để luyện chế bùa chú, chắc chắn có thể tăng lên phẩm chất của bùa chú. Tiểu tử ngươi dẫm phải vận cứt chó, duyên với nữ nhân rất tốt, sau này đừng cô phụ nàng. Được rồi, đã chuẩn bị đủ. Bắt đầu luyện chế đi, không còn nhiều thời gian đâu. 49 thiên kiếp sắp ấp ủ xong, chúng ta tranh thủ luyện chế bùa chú, tiếp theo vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi khắc họa khắc văn và mật chú của bùa liệt thiên, nhớ kỹ, không thể có sai lầm. Dưới sự hướng dẫn của Vân Thiên Tà, Dương Bách Xuyên bắt đầu khắc họa khắc văn bùa liệt thiên trên da rắn của song đầu xà, dùng máu chân long làm môi giới, dùng kiếm đồ long để viết, dùng chân khí và lực lượng thần hồn để thúc giục. Đạo thứ nhất của thiên kiếp ngũ cửu hung hăng bổ xuống đại trận cửu cửu chu thiên. Sau khi lôi kiếp qua đi, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ co rút, tầng thứ nhất của đại trận cửu cửu chu thiên đã xuất hiện vết rách. Dựa theo trình độ này, lại thêm một đạo lôi kiếp nữa thì tầng thứ nhất của trận pháp nhất định sẽ tan vỡ. Chẳng qua cũng may trận pháp có 9 tầng, dù tầng thứ nhất tan vỡ thì vẫn còn 8 tầng nữa, hẳn có thể chống đỡ thiên kiếp ngũ cửu. Lời sư phụ nói quả không sai, thật sự nhanh hơn luyện hóa thời gian. Dương Bách Xuyên mặc kệ thiên kiếp, tập trung tế luyện bùa liệt thiên. Giờ phút này, cách mấy trăm mét bên ngoài nơi độ kiếp của Dương Bách Xuyên, bất chi bất giác đã xuất hiện mấy ngàn tu sĩ quan sát quá trình độ kiếp của hắn. Dù sao quan sát đại thiên kiếp cũng rất có ích cho việc tìm hiểu thiên đạo, huống hồ Dương Bách Xuyên còn độ thiên kiếp cửu cửu gây ra dị tượng vô cùng rõ ràng. Truyền khắp toàn bộ tu chân giới, rất đông cao thủ tu sĩ vẫn đang không ngừng chạy tới hiện trường độ kiếp. Ánh mắt của 9 đại thánh chủ đều bị Dương Bách Xuyên hấp dẫn, tu sĩ bình thường chưa chắc nhìn ra được Dương Bách Xuyên muốn làm gì, nhưng bọn họ thì khác. Từ lúc Dương Bách Xuyên lấy ra thi thể song đầu xà bắt đầu khắc họa, 9 đại thánh chủ đã biết hắn muốn luyện chế bùa chú. Vân Trường Sinh cũng rất tò mò thủ đoạn của tiểu sư đệ này. Tuy hắn ta không rõ Dương Bách Xuyên muốn luyện chế loại bùa chú gì nhưng vẫn biết tài liệu hắn lấy ra đều bất phàm. Hiên Viên Hoàng đế thấy Dương Bách Xuyên phất tay lấy ra một lu máu chân long thì không kìm được hít một hơi thật sâu, thật sự là máu chân long. Thánh chủ Đao Chủng cũng lên tiếng, chân hỏa cấp bậc dị hỏa, đúng là bất phàm. Đó là... Lúc này sắc mặt của cung chủ Thông Tiên Cung Diệu Tiên cũng vô cùng kỳ quái. Nàng ta trợn mắt nhìn chằm chằm hồ lô trong tay Dương Bách Xuyên. Lúc hồ lô tụ tiên xuất hiện, tuy chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng Diệu Tiên vẫn cảm nhận được tiên khí thuần khiết. Gia yêu thú biến dị cấp bậc đại thừa viên mãn, máu chân long, tiên khí, chân hỏa sánh ngang dị hỏa, hắn muốn luyện chế loại bùa chú gì vậy? Diệu Tiên không nhịn được lẩm bẩm. Những lời này lọt vào tai đám thánh chủ khác. Bọn họ cũng bị thủ đoạn giàu sang của Dương Bách Xuyên hù giật mình. Lúc trước hao phí trăm vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, hiện tại lại dùng tài liệu cấp bậc chí bảo để luyện chế bùa chú, thật không biết Dương Bách Xuyên sẽ còn lấy ra thứ tốt gì nữa. Đống tài liệu hắn lấy ra này, ngay cả mấy đại thánh địa cũng chưa chắc đã có. Mấy thứ khác còn dễ, máu chân long và tiên khí thuần khiết kia quý hiếm vô cùng. Vân Trường Sinh là người vui vẻ nhất chốc cả đám.
hắn ta bỗng nhiên có cảm giác nói không chừng tiểu sư đệ độ kiếp thành công thật. Đương nhiên sau khi cái suy nghĩ này nảy ra, ngay cả bản thân hắn ta cũng không dám tin tưởng. Có điều Vân Trường Sinh lại rất mong đợi vào phương thức độ kiếp và bùa chú của Dương Bách Xuyên. Hy vọng trên người tiểu sư đệ sẽ xuất hiện kỳ tích. Vân Trường Sinh thầm nhủ dưới đáy lòng, tiếp tục chú ý Dương Bách Xuyên. Trái ngược với Vân Trường Sinh chính là mấy thánh chủ có ân oán với Dương Bách Xuyên như Vạn Linh Thánh Mẫu, thấy hắn lấy ra máu chân long và tiên khí từ từ luyện chế bùa chú, cả đám không ngừng thốt ra mấy câu chua lét, chỉ thiếu điều rủa Dương Bách Xuyên lập tức bị thiên kiếp đánh chết mà thôi. Tuy nhiên cũng may Dương Bách Xuyên bày đại trận cửu cửu chu thiên gắng gượng qua thiên kiếp tứ cửu rồi, hiện tại tới ngũ cửu, trông dáng vẻ chắc cũng có thể chống đỡ tiếp được. Đến bây giờ, quá trình độ thiên kiếp cửu cửu của Dương Bách Xuyên vẫn được xem là khá thuận lợi. Chẳng qua mấy đây đại thánh chủ ở đây cũng biết càng về sau, uy lực của thiên kiếp càng hung mãnh, trò hay vẫn còn ở phía sau. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai của thiên kiếp ngũ cửu đánh xuống. Răng rác. Cuối cùng trận pháp tầng thứ nhất của đại trận cửu cửu chu thiên cũng rách nát. Mặt sau vẫn còn dư lại 8 tầng trận pháp nữa. Dương Bách Xuyên ở trung tâm trận pháp cảm nhận rõ rệt nhất, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhóc con, tập trung luyện chế bùa chú, đại trận cửu cửu chu thiên có thể kiên trì đến bây giờ là hời lắm rồi, yên tâm đi, chắc chắn sẽ qua được thiên kiếp ngũ cửu. Vân Thiên Tà vừa mắng vừa an ủi. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu nói xong cũng nhẹ nhàng thở phào, điều hắn lo lắng nhất chính là chưa luyện xong bùa chú thì trận pháp đã bị đánh nát. Như thế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện chế. Nếu trận pháp có thể bình yên vượt qua thiên kiếp ngũ cửu tới lục cửu thì thời gian của hắn vô cùng dư giả, hoàn toàn có thể luyện chế xong bùa chú. Mỗi khi đánh xong một kiếp, giữa chừng sẽ nghỉ một lúc để ngưng tụ đạo lôi kiếp mới. Dương Bách Xuyên thu hồi tầm mắt, tập trung luyện bùa liệt thiên. Hắn thúc dục chân khí và chân hỏa, không ngừng luyện chế. Bên tai vang lên từng đợt sấm sét. Thiên kiếp ngũ cửu đánh xuống hết tia này đến tia khác, trận pháp tầng thứ 8 cũng theo đó rách nát, đánh thẳng đến tầng thứ 7. Dương Bách Xuyên vẫn hết sức tập trung luyện bùa, hắn dựa theo phương pháp luyện chế mà sư phụ truyền thụ cho mình, tay tế luyện tay bấm quyết, đánh vào trong hỏa diễm. Thời gian trôi qua, lá bùa dài 9 mét rộng 3 mét càng ngày càng nhỏ đi. Dương Bách Xuyên biết đây là hiệu quả của việc tế luyện, chứng minh hắn thành công rồi. Do trước đó đã luyện hóa giao long châu của độc nhãn giao long, uy lực của chân hỏa dưới sự củng cố của nó đã mạnh hơn trước kia gấp 10 lần, luyện hóa như vậy tiêu hao hết chân khí trong thân thể hắn. Cũng may nhờ có nguồn chân khí khổng lồ chống đỡ, tốc độ tế luyện mới không bị chậm. Tóm lại, người bình thường thật sự không thể luyện nổi bùa chú cấp thiên mà sư phụ truyền thụ. Chưa nói đến tài liệu, lượng chân khí hao phí. Hỏa diễm và lực lượng thần hồn đều vượt mức tiếp nhận của tu sĩ bình thường. Uinh uinh. Lôi kiếp tiếp tục đánh, Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục luyện bùa. Giây nào đó, Dương Bách Xuyên bấm pháp quyết tế luyện cuối cùng, bốn phía lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ. Cùng lúc đó, đạo lôi kiếp cuối cùng của thiên kiếp ngũ cửu cũng giáng xuống, bổ vào trận pháp duy nhất còn sót lại của đại trận cửu cửu chu thiên. Răng rác. Đại trận cửu cửu chu thiên tan tành mây khói ngay lập tức. Thiên kiếp ngũ cửu cũng biến mất. Thế nhưng ở phía chân trời, kiếp vân của thiên kiếp lục cửu đã bắt đầu quay cuồng, tiếng sấm rung trời, bầu không khí càng thêm áp lực. Cũng may Dương Bách Xuyên thành công rồi. Từng vị trí trong ô cửu cung lơ lửng một tấm bùa lớn bằng bàn tay, sau một phen tế luyện, hắn đã thu nhỏ lá bùa dài 9 mét rộng 3 mét lại chừng bàn tay, từng tấm tỏa ra kim quang lóa mắt. Sư phụ, thành công rồi. Dương Bách Xuyên dừng tay, kinh hỉ nói. Chỉ còn một bước cuối cùng, lấy máu nhận chủ đi. Vân Thiên Tà lên tiếng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, thứ này không phải pháp khí, sao lại lấy máu nhận chủ? Danh con, kêu con làm thì con làm đi, đã nói đây là bùa chú cấp thiên rồi, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế ra, lần này là con bùng nổ may mắn mới thành công tế luyện hết 9 tấm bùa đấy. Bùa chú của tiên gia đều có linh tính, nếu con không lấy máu nhận chủ thì không thể khống chế được, nhanh lên đừng lề mề nữa, vi sư giúp con một tay khác ấn ký thần hồn vào 9 tấm bùa, tăng phẩm cấp của bùa liệt thiên lên mức cao nhất, đến lúc đó ứng phó thiên kiếp cũng có thể làm ít công to.
Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên cảm nhận đồ án bình càn khôn nơi cánh tay trái nóng lên, chín đạo thần hồn thoát ra, chia nhau chui vào chín tấm bùa. Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, bước ra chín giọt tinh huyết, nhỏ lên trên chín tấm bùa. Ngay sau đó, chín tấm bùa liệt thiên bộc phát phù quang vạn trượng, lúc tinh huyết hắn rơi lên mặt bùa mới chậm rãi biến mất. Dương Bách Xuyên cảm giác sau khi nhỏ tinh huyết mình đã có liên hệ nào đấy với chín tấm bùa liệt thiên, trong lòng hắn mừng rơn, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một tấm bùa liệt thiên đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hắn biết sức mạnh này đến từ tài liệu luyện chế và việc khắc họa tế luyện, bên trong hoa văn ẩn chứa lực lượng của thiên địa đại đạo, cộng thêm ấn ký thần hồn của lão đầu và long huyết 500 đạo hạnh của Mai Tỷ, đống bùa liệt thiên này không thể tầm thường nổi. Dương Bách Xuyên vung tay thu hết 9 tấm bùa liệt thiên lơ lửng quanh thân lại, nhếch miệng cười, hắn có cảm giác uy lực của 9 tấm bùa liệt thiên này còn mạnh hơn cả đại trận cửu cửu chu thiên. Điểm khác biệt giữa cả hai, đại trận cửu cửu chu thiên là phòng ngự, còn bùa liệt thiên là công kích. Đương nhiên thiên kiếp cũng có thể bị công kích tan biến. Quỳnh! Giờ phút này, phía chân trời truyền đến động tĩnh của thiên kiếp lục cửu, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng đạo lôi kiếp thứ nhất của thiên kiếp lục cửu cũng giáng xuống. Đến đây đi, vừa lúc thử xem uy lực của bùa liệt thiên. Dương Bách Xuyên híp mắt. Ầm ầm. Trong kiếp vân có từng hồi sấm sét, Dương Bách Xuyên cầm bùa liệt thiên trong tay vô cùng chờ mong. Tiêu hao một tia tiên khí cuối cùng, máu đạo hạnh trăm năm của Mai Tỷ, cộng thêm sức mạnh thần hồn của lão đầu tử, bùa liệt thiên được luyện chế như thế. Theo lời nói của lão đầu tử thì chính là bùa chú mà tiên nhân mới có thể luyện chế ra được. Dương Bách Xuyên rất chờ mong dùng sức mạnh của bùa liệt thiên để độ kiếp. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là uy lực của bùa liệt thiên mạnh hay là thiên kiếp lợi hại hơn. Kiếp vân ở đường chân trời phát triển đến cấp lục cửu thì dừng, đã che khuất bầu trời, khí thế dữ dội đã đến mức khiến người ta kinh hãi run sợ. Dương Bách Xuyên cầm bùa liệt thiên chờ thiên kiếp lục cửu giáng xuống. Nhìn thiên kiếp lục cửu trong kiếp vân chậm chạp không hạ xuống, dường như thiên kiếp càng mạnh thì thời gian chuẩn bị càng dài. Lúc này lão đầu tử lại nói, nhóc con, cần gì phải đợi nữa, đi lên tiêu diệt thiên kiếp lục cửu luôn đi. Ây! Dương Bách Xuyên nghe lão đầu tử nói chuyện hồi lâu sau cũng không trả lời. Thiên kiếp còn chưa chuẩn bị xong, kêu hắn đi lên tiêu diệt hả? Nghe dường như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà... cũng không có ai quy định không thể đúng không? Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao mục đích cuối cùng nhất là để cho thiên kiếp biến mất. Thay vì chờ thiên kiếp bổ xuống, còn không bằng xông lên trời đánh một trận với kiếp vân. Dù sao ở đây cũng không phải Thái Hư Tinh Hải, không có pháp tắc áp chế lôi đình, lại không phải là không thể bay lên trời. Dương Bách Xuyên quay lại, dưới chân lập tức trượt một cái, phi thân lên như đạn pháo. Bay thẳng về phía kiếp vân ở phía trước cách mấy nghìn thước. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã bay tới nơi cách nghìn mét, tiếp cận kiếp vân. Lúc này hình như thiên kiếp lục cửu vẫn còn đang trong công tác chuẩn bị tích trữ sức mạnh, Dương Bách Xuyên lập tức lấy một tấm bùa liệt thiên ra, thúc dục chân khí, bùa liệt thiên lập tức bùng lên ánh sáng màu vàng, đồng thời Dương Bách Xuyên niệm chú ngữ. Bùa chú, có bùa thì có chú mới là bùa chú. Hắn lập tức đọc ra thuật bùa chú mà lão đầu tử truyền thụ, thiên đạo thương thương, chu thiên tinh thần, nhật nguyệt vi quang, pháp tắc chi lực, thị vi đạo nguyên, liệt thiên khai thiên, phù chú thành phát pháp, đi. Niệm chú ngữ xong, Dương Bách Xuyên phất tay vứt một tấm bùa liệt thiên lên bên trên kiếp vân. Theo bùa chú phát huy tác dụng, từ trên bùa liệt thiên lớn chừng lòng bàn tay bùng nổ ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt, càng ngày càng sáng. Trong hào quang vạn trượng, bùa liệt thiên bay vào trong kiếp vân. Trong thoáng chốc động tĩnh ầm ầm kịch liệt vang lên, khóe mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn vội vàng xoay người đi xuống, bởi vì sau khi hắn kích phát bùa liệt thiên đã nhìn thấy lúc ngàn vạn tia sáng vàng trên bùa liệt thiên dựng lên. Từng vệt sáng vàng đều tỏa ra uy lực khiến hắn cũng phải tê dại ra đầu, giống như có ngàn vạn tia vô thượng kiếm bộc phát ra, vô thượng kiếm ý trong nháy mắt đã xoắn nát kiếp vân. Giống như lão đầu tử đã nói, hư không đã nứt ra khe hở trong ánh sáng vàng bộc phát của bùa liệt thiên. Là bầu trời thật sự xuất hiện vết rách. Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, theo ánh sáng vàng của bùa liệt thiên chiếu rọi càng lúc càng sáng chói, vết rách trên bầu trời cũng càng lúc càng lớn.
Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy xuất hiện phía sau vết rách của bầu trời chính là bóng tối vô tận, cho hắn cảm giác tương tự như lần đầu tiên tiến vào không gian Hắc Liên lúc trước vậy. Chỗ khác biệt là bên trong còn truyền đến hơi thở cuồng bạo khiến người ta sợ hãi. Sau khi hắn tránh né trong nháy mắt đáp xuống hơn 10 mét, đột nhiên trong kiếp vân phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, nhìn kỹ lại là tia chớp trong kiếp vân được bổ sung nhưng dưới uy lực của bùa liệt thiên, tất cả đã bị xoắn nát rồi. Dương Bách Xuyên biết rõ sấm sét trong kiếp vân chính là lôi kiếp chuẩn bị cho thiên kiếp lục cửu, thế nhưng một lát lại bị bùa liệt thiên mà hắn sử dụng xoắn cho lôi kiếp nát bấy. Sấm sét vang dội rung trời, giống như một con thú dữ không bị khuất phục, phát ra tiếng sấm sét gào thét. Nhưng, uy lực của bùa liệt thiên thật sự như lão đầu tử nói, có uy lực xé rách bầu trời, sau khi xông vào kiếp vân quả thật đã làm thiên kiếp lục cửu vỡ vụn. Động tĩnh ở đường chân trời cực kỳ lớn, ánh sáng vàng của bùa liệt thiên và sấm chớp lập lòe giao nhau bên trong kiếp vân, âm thanh chấn động tới mấy ngàn dặm. Có điều động tĩnh có lớn hơn nữa cũng vẫn bị uy lực của bùa liệt thiên đè xuống. Kiếp vân to lớn tan biến trong ánh sáng vàng tỏa ra vạn trượng của bùa liệt thiên. Uy lực của bùa liệt thiên cũng lập tức tiêu tan. Vậy mà đã hủy diệt toàn bộ thiên kiếp lục cửu. Dương Bách Xuyên ánh mắt ngơ ngác, há to miệng, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, Izo, lão đầu tử uy lực này cũng quá lớn rồi, xem như ta đã vượt qua đại thiên kiếp rồi sao? Vân Thiên Tà lập tức cười lạnh nói, thằng nhóc con nằm mơ đi, bị bùa liệt thiên hủy diệt chỉ là thiên kiếp lục cửu mà thôi, đừng quên thiên kiếp của con chính là thiên kiếp cửu cửu. Con xem thử kiếp vân của thiên kiếp thất cửu đã xuất hiện chưa? Chuẩn bị cẩn thận, hy vọng bùa liệt thiên có thể giúp con chống đỡ thêm một lần. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã thấy trên đường chân trời, kiếp vân bị bùa liệt thiên đánh tan lại tụ lại với nhau. Hắn biết rõ lão đầu tử nói đúng, một tấm bùa liệt thiên hủy diệt được toàn bộ thiên kiếp lục cửu, nhưng không hủy diệt được tất cả thiên kiếp. Nhưng với hắn mà nói thì dù có như thế cũng vẫn là kiếm được một món lớn. Trước đó là từng đợt độ kiếp, nhưng hiện giờ chỉ với một lá bùa đã có thể diệt trừ một kiếp nạn lớn. Nhìn thấy kiếp vân lại ngưng tụ lần nữa, Dương Bách Xuyên sử dụng bùa liệt thiên đến nghiệt, lập tức sử dụng tấm thứ hai tấn công kiếp vân. Lúc này Vân Thiên Tà mắng nói, danh con, chờ một chút, tùy tiện như thế chẳng khác nào đang phí phạm bùa chú, phải đợi đến khi lôi kiếp của thiên kiếp thất cửu xuất hiện thì phá hủy mới có tác dụng, nếu không giờ con sử dụng sớm chỉ có thể xem như phá tan kiếp vân mà không thể phá hủy tận gốc lôi kiếp, hoàn toàn không được tính. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ lại có cách nói như vậy, hắn đành phải lơ lửng ở trên không chờ thiên kiếp thất cửu kéo tới, chờ kiếp vân thất cửu xuất hiện lôi điện hắn mới xuất kích. Hiện tại sau khi đã được chiêm ngưỡng uy lực của bùa liệt thiên, lòng tin của hắn lập tức tăng mạnh, hoàn toàn không lo lắng chút nào, thậm chí còn hơi đắc ý vênh váo. Nhưng mà ngay sau đó đã bị Vân Thiên Tà dội cho một chậu nước lạnh, ông nói, nhóc con, hiện tại con đắc ý cái rắm. Thiên kiếp chi uy sẽ càng ngày càng mạnh, càng về sau càng khó có thể chống đỡ, đặc biệt là thiên kiếp cửu cửu cuối cùng, đó mới là thiên kiếp đoạt mạng thật sự. Giữ vững tinh thần. Dốc hết sức lực ứng phó, nhất định không được đắc ý vênh váo kẻo lại lật thuyền trong mương. Nói thật cho thằng nhóc nhà con biết, vi sư gia tăng lực lượng thần hồn giúp con đã khiến cho vi sư nguyên khí đại thương, chính là bởi vì thiên kiếp cửu cửu. Trong lịch sử tu chân giới có rất ít người có thể đi đến cuối cùng, vi sư hạ vốn liếng cũng là muốn nhìn xem cơ sở kim đan thập toàn thập mỹ năm đó rốt cuộc có thể vượt qua đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn trong truyền thuyết hay không, con phải giữ vững tinh thần cho vi sư. Ây Dương Bách Xuyên nghe được lời nói vô cùng nghiêm túc chưa từng có của lão đầu tử, trong lòng cũng không khỏi run lên, nghe ý của lão đầu tử thì hình như lần này ông gia tăng lực lượng thần hồn cho hắn thật sự đã phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào. Lại còn nhắc đến cả đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn gì đó nữa. Hắn không nhịn được nói, lão đầu tử người đừng nóng giận, con biết sai rồi, tiếp theo nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó, vượt qua thiên kiếp chết tiệt này. Đúng rồi, đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn là cái gì vậy? Dương Bách Xuyên nhận sai làm cho Vân Thiên Tà thở dài, ngay sau đó ông mở miệng nói, hầy con là truyền nhân mà vi sư đã chọn, càng là hy vọng của vi sư, nếu con chết, có lẽ vi sư cũng sẽ tan thành mây khói, góp sức cho con cũng là lẽ đương nhiên. Vi sư chỉ tức vì tâm cảnh của con quá bất ổn, căn cứ vào hiểu biết của vi sư thì ở trong lịch sử của tu chân giới,
thiên kiếp cửu cửu không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ có vô thượng đại năng ở thời kỳ thượng cổ là có thể vượt qua thôi, dù thời đại trước cũng từng xuất hiện ba người độ thiên kiếp cửu cửu, nhưng không cần phải nói cũng biết là đều đã thất bại. Một ma một yêu một người, hai người phía trước đã chết tươi trong thiên kiếp, cơ hội binh giải tu tán tiên cũng không có, người phía sau khá là thông minh, khoảnh khắc độ tới thiên kiếp thất cửu, biết mình không chống đỡ nổi nên đã binh giải tu tán tiên, xem như còn sống, cũng là một vị tổ tiên của thông tiên cung hiện giờ. Thật ra thiên kiếp cửu cửu lợi hại nhất mạnh nhất là ở một kiếp cửu cửu cuối cùng, nói chính xác là ở năm lôi kiếp sau cửu ngũ, căn cứ vào sự hiểu biết của vi sư, cửu cửu đại thiên kiếp bắt đầu từ lôi kiếp thứ 5 trong kiếp thứ 9, nhưng không đơn giản chỉ là lôi kiếp có sức mạnh to lớn thôi đâu, mà là bắt đầu từ lôi kiếp thứ 5 trong kiếp thứ 9 đều có một cái tên. Được gọi là đại lôi kiếp cửu ngũ chí tôn, lôi kiếp thứ 5 tên là cửu ngũ chí tôn, lôi kiếp thứ 6 tên là cửu lục thiên hỏa kiếp, lôi kiếp thứ 7 tên là cửu thất tâm ma kiếp, lôi kiếp thứ 8 tên là cửu bát huyễn cảnh kiếp, lôi kiếp thứ 9 tên là cửu cửu quy nhất kiếp. Nói đến đây Vân Thiên Tà tạm dừng một chút rồi mới nói tiếp, thiên kiếp cửu cửu lợi hại nhất ở năm lôi kiếp cuối cùng, những gì vi sư biết được thật ra là từ truyền thừa mà ta đã lấy được trong một di tích thượng cổ, một phần cũng bởi vì vi sư chưa từng nhìn thấy bút ký mà sư tôn để lại, đáng tiếc không có bản ghi về cửu ngũ chí tôn kiếp chi tiết hơn, chỉ có tên của năm lôi kiếp mà thôi. Dương Bách Xuyên hiểu ý của lão đầu, hắn vẫn còn một sư tổ, nhưng là ngẫu nhiên thu được truyền thừa nên mới bước trên con đường tu chân. Mà đây không phải là ý chính. Quan trọng là vị sư tôn đã truyền thừa lại cho lão đầu là một người đã vượt qua thiên kiếp cửu cửu. Lượng thông tin này có thể nói là vô cùng có ích. Vượt qua, chứng minh thiên kiếp cửu cửu không hề đáng sợ, vẫn có người độ qua được. Dương Bách Xuyên biết lão đầu nói cho hắn biết những điều này nhất định là có ý nghĩa sâu xa, vẫn còn đoạn sau chưa nói. Quả nhiên lão đầu nói, mặc dù chỉ quyển bản chép tay, nhưng bên trong đã ghi lại vị sư tôn chưa từng gặp mặt kia thật sự đã vượt qua được thiên kiếp cửu cửu, hơn nữa còn đề cập tới cụ ông là vua của một thành thượng cổ, mặc dù không nói rõ là của thế giới nào nhưng vi sư cho rằng, người có thể xưng vương một giới, chắc chắn sẽ vô cùng tài năng. Cho nên ý của vi sư là để cho con kiên trì đến cuối cùng, con có dám hay không? Dương Bách Xuyên nghe lão đầu nói vậy, trong đầu hắn chỉ còn lại câu, có dám hay không, đang vang vọng. Thật ra, ngay từ đầu hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề có dám hay không. Dương Bách Xuyên đáp, lão đầu, con đã độ tới thiên kiếp thất cửu rồi, có gì mà dám hay không? Vân Thiên Tà trầm giọng nói, ý của vi sư là, thiên kiếp cửu cửu không phải chuyện đùa, nếu như bây giờ con dừng lại, thậm chí là dừng lại trước kiếp thứ 9 thì đều có thể tu tán tiên, mặc dù sau này phải đối mặt với tán tiên kiếp 1.000 năm một lần, nhưng ít nhất cũng sẽ không chết dưới thiên kiếp cửu cửu. Nhưng nếu con lựa chọn độ kiếp tới đại thiên kiếp cuối cùng, có muốn dừng lại để tu tán tiên thì cũng không còn cơ hội, kết quả chỉ có một, chính là hồn bay phách tán trong đại kiếp, con phải suy nghĩ cho tốt có dám kiên trì tới cuối hay không. Lần này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ ý của lão đầu, hắn biết lão đầu đang nhắc tới một vấn đề thực tế, bởi vì thiên kiếp cửu cửu thật sự rất mạnh, nhất là ngũ đại lôi kiếp mà lão đầu nhắc tới, vừa nghe đã biết đại kiếp như muốn mạng. Nếu như hiện tại hắn từ bỏ độ kiếp, từ bỏ thân xác để trở thành tán tiên, ít nhất hiện tại còn có thể sống, nhưng một khi lựa chọn kiên trì độ kiếp tới cuối cùng, vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội đi trên con đường tán tiên nữa, nếu độ qua thì tốt, không qua được thì sẽ hồn bay phách lạc. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng hiểu được tấm lòng của lão đầu, ông đã không tiếc hao tổn thần hồn để bùa liệt thiên của hắn mạnh như vậy, còn nói ra chuyện liên quan tới sư tổ mà ông chưa từng nhắc tới. Thậm chí nói cho hắn biết sư tổ đã vượt qua thiên kiếp cửu cửu. Cộng thêm cái gì mà sư tổ độ qua thiên kiếp cửu cửu là vua của một giới, mê hoặc như vậy, Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ đều là để bản thân hắn có thể kiên trì tới cuối cùng. Nhưng mà lão đầu nói ra tai nạn nếu không vượt qua được, cũng là vì tôn trọng lựa chọn của bản thân hắn. Dương Bách Xuyên rất vui vì điều này, ít nhất thì lão đầu cũng không ép hắn. Trầm tư một lúc. Lôi kiếp thứ thất cửu trên đầu hắn đã vang lên tiếng sấm, hai mắt Dương Bách Xuyên lóe lên, lão đầu chết tiệt, người sợ sao? Sợ, đương nhiên là sợ, ta sợ tiểu tử con sẽ độ kiếp thất bại rồi hồn bay phách lạc, cũng sợ bản thân sẽ tan thành mây khói theo con luôn, nhưng đây là con đường mà tu sĩ phải đi, thật ra thì cho tới bây giờ cũng không có gì là an toàn tuyệt đối. V.
Vân Thiên Tà trầm giọng đáp. Dương Bách Xuyên cười, hắn hiểu ý của lão đầu, vậy thì tiếp tục thôi, không phải chỉ là thiên kiếp cửu cửu thôi sao, con cũng đâu phải chưa từng trải qua, lúc tiểu thiên kiếp đã độ qua một lần, bây giờ đại thiên kiếp thì có làm sao? Nếu bây giờ con từ bỏ thân xác, đi theo con đường tán tiên thì sau này cũng phải đối mặt với tán tiên kiếp nghìn năm một lần, tán tiếp kiếp cũng sẽ càng ngày càng mạnh, ai mà biết có thể chịu được tới bao giờ. Thay vì như vậy, chỉ bằng trải nghiệm một chút thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết, không chừng vận may tốt có thể độ qua, con cũng sẽ trở thành vua của một giới, ha ha. Dương Bách Xuyên cười ha hả đưa ra quyết định, kiên trì tới cuối. Được, không hổ là đồ đệ của Vân Thiên Tà, nếu đã như vậy, vi sư sẽ đi cùng con, dù sao ta có thể sống tới bây giờ thì cũng đã lời lắm rồi. Chưa kể tới lúc này, trong khoảng thời gian chờ đợi thiên kiếp thất cửu, Dương Bách Xuyên đang tán gẫu với lão đầu về thiên kiếp cửu cửu. Chín đại thánh chủ ở cách đó không xa và các tu sĩ tới xem tu sĩ độ kiếp, ai nấy đều bị dọa sợ tới rất tròng mắt. Bọn họ tận mắt chứng kiến, sau khi Dương Bách Xuyên luyện chế thành công phù chú, hắn lại phi thân lên, chỉ dùng vẻn vẹn một tấm bùa chú đã đánh nát được sấm sét cuồn cuộn. Trời ạ! Đó là bùa chú gì mà lại có uy lực kinh khủng như vậy? Sợ là tiên phù. Khắp nơi đều là tiếng bàn tán thảo luận. Cái tên Dương Bách Xuyên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ầm ầm. Tiếng sấm của thiên kiếp thất cửu vang dội, bên trong còn xuất hiện tia chớp vần quanh. Tiểu tử thối, lên đi, thiên kiếp số thất cửu đã tụ lại rồi, ra trận ngay lúc này, sử dụng bùa liệt thiên. Giọng của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng đã sẵn sàng ra tay, đối mặt với thiên kiếp số 79 mạnh hơn, Dương Bách Xuyên sử dụng hai tấm bùa liệt thiên. Vẫn là kim quang vạn trượng tiến vào trong đám mây đen. Ầm ầm ầm. Từng tiếng sấm rung trời vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm đám mây. Ngay sau đó, hắn phát hiện tấm phù thứ hai không thể phá hủy được thiên kiếp, tay Dương Bách Xuyên khẽ động, thêm một tấm bùa liệt thiên bay ra. Nếu một tấm không đủ phá hủy, vậy thì hai tấm. Ầm ầm răng rắc. Sau khi hai tấm bùa liệt thiên lần lượt tiến vào, thiên kiếp thứ 79 lại nổ tung rồi tiêu tan. Dương Bách Xuyên có thêm lòng tin, nhưng lần này hắn cũng không đắc ý vênh váo. Sau khi biết được những chuyện liên quan tới cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, hắn hiểu được uy hiếp chân chính là năm đạo lôi kiếp cuối cùng. Tiếp tục đợi lôi kiếp bát cửu. Chẳng biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên đang trôi lơ lửng trên không, hắn lại đánh ra hai tấm bùa liệt thiên vào trong lôi kiếp. Sau tiếng nổ long trời lở đất, Dương Bách Xuyên lại tiếp tục dùng thêm hai tấm phù. Dùng tới bốn tấm phù, cuối cùng lôi kiếp thứ bát cửu mới tiêu tan. Lúc này, lão đầu lên tiếng, chuẩn bị tốt pháp khí còn dư trong tay con đi, cửu cửu kiếp cuối cùng mới là khảo nghiệm, phù chú không đủ thì tự bạo pháp khí, có thể dùng được bao nhiêu sức mạnh thì dùng hết. Có qua được hay không thì phải xem vận may của con và phúc phần của vi sư, độ kiếp thất bại thì hai chúng ta sẽ hồn bay phách lạc. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ ý đã biết, nói tới pháp khí còn sư, ở tinh hải Thái Hoang hắn đã giết nhiều người, đương nhiên là thu được rất nhiều pháp khí, theo cách của lão đầu thì tự kích bạo phát pháp khí cũng là một loại sức mạnh chiến đấu, không ngờ lại có thể dùng để độ kiếp. Hắn đã dùng 7 tấm bùa liệt thiên, trong tay chỉ còn lại 2 tấm, đương nhiên là không đủ. Chỉ có thể dùng pháp khí bổ sung. Cửu cửu kiếp chính là kiếp cuối cùng, theo như lão đầu nói thì bốn lôi kiếp đầu tiên còn dễ đối phó, nhưng quan trọng là năm kiếp cuối cùng đều là chí mạng. Dương Bách Xuyên tập trung tinh thần, chờ đợi thiên kiếp số 9 tụ lại. Chín đại thánh chủ và hàng vạn tu sĩ đều chú ý quan sát, nhìn thiên kiếp mà hôm nay bọn họ trông thấy là cảnh tượng mà rất nhiều người cả đời cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Tu sĩ bình thường chỉ có thiên kiếp tam cửu tứ cửu, nhiều nhất là thiên kiếp lục cửu thất cửu. Nhưng Dương Bách Xuyên lại là cửu cửu, hơn nữa hắn đã vượt qua thiên kiếp bát cửu, hiện tại là thiên kiếp cuối cùng, lúc này, ngay cả cửu đại thánh chủ cũng không nói chuyện, vẻ mặt cũng căng thẳng hẳn lên. Người xem độ kiếp còn hồi hộp hơn người độ kiếp là Dương Bách Xuyên. Ầm ầm răng rắc. Thiên kiếp cuối cùng đã thành hình, tiếng sấm sét bên trong vang dội, răng đầy tia chớp. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hết hồn, bên trong chẳng chịt lôi kiếp. Vừa mới bắt đầu thì lôi kiếp đã vượt qua rất nhiều so với 8 lôi kiếp trước.
Dương Bách Xuyên không đợi lôi kiếp bổ xuống, hắn thi triển hai tấm phù cuối cùng bay vào trong đám mây đen, hy vọng có thể phá hủy lôi kiếp bên trong. Âm răng rác. Nhưng ngay khi hắn thi triển bùa liệt thiên thì bên trong đám mây đã bổ xuống một tia sấm sét. Ầm ầm. Trong tiếng sấm sét rung trời, Dương Bách Xuyên nhìn thấy giữa đám mây, một tia sét màu tím cuồn cuộn lao ra như thương long rời biển, trực tiếp va chạm với bùa liệt thiên của hắn. Sau đó, giữa tiếng sấm chói tai bùa liệt thiên tỏa ra ánh sáng vàng cao hàng nghìn trượng, đan xen với lôi kiếp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vàng tiêu tan, Dương Bách Xuyên nheo mắt, hắn cảm nhận được uy áp của lôi kiếp đang ép xuống. Hóa ra sức mạnh của hai tấm bùa liệt thiên không phá hủy được lôi kiếp đầu tiên, nó chỉ chặn được một nửa lực lượng của lôi kiếp. Lực lượng còn lại bổ thẳng xuống người hắn. Ầm. Dương Bách Xuyên kêu lên đau đớn, hắn bị lôi kiếp đánh rớt xuống phía dưới, cơ thể nện thẳng trên đỉnh núi. Nằm trong hố lớn, toàn thân Dương Bách Xuyên như gãy nát, hắn cười khổ, tự nhủ, không ngờ lôi kiếp đầu tiên lại kinh khủng như vậy. Từ lúc bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, Dương Bách Xuyên không hề cảm thấy áp lực, nhưng bây giờ lại cảm nhận được sâu sắc uy lực của thiên kiếp. Mới chỉ là đạo thiên lôi đầu tiên của thiên kiếp cửu cửu đã đánh hắn rơi từ trên cao xuống mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì uy lực còn sót lại của lôi kiếp sau khi va chạm với bùa liệt thiên vẫn rất mạnh. Dương Bách Xuyên đã tưởng tượng ra uy lực của lôi kiếp phía sau, bây giờ cho dù muốn dừng cũng không dừng lại được, hắn chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng. Bởi vì thiên kiếp cửu cửu bắt đầu thì con đường binh giải tu tán tiên đã không còn nữa, chỉ còn lựa chọn đi tiếp. Bên ngoài nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị lôi kiếp đánh rớt xuống, Vân Trường Sinh cũng xoắn hết lại, hắn không hiểu nổi tiểu sư đệ của mình nghĩ thế nào, vì sao lại không binh giải tu tán tiên, bây giờ có muốn thì cũng không quay đầu được. Ầm ầm. Giữa đám mây đen, lôi kiếp thứ hai giáng xuống theo sát tia thứ nhất. Dương Bách Xuyên nằm trong hố vội vàng vận công chân khí để đứng dậy, mặc dù tia sét đầu tiên khiến toàn thân hắn đều là vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng tới bộ phận quan trọng, trong quá trình vận công, các vết đương đang dần phục hồi. Nhìn thấy tia lôi kiếp thứ hai sắp bổ xuống, hắn không dám chậm trễ, vung tay xuất ra ba món pháp khí, sau đó đánh về phía tia sét màu tím to như thùng nước kia. Lúc này, lôi kiếp đã xảy ra thay đổi, chẳng những tráng kiệt như ác thần mà màu sắc cũng biến thành tím đậm, rõ ràng là uy lực của lôi kiếp đã đạt tới mức cao nhất. Bạo nổ. Dương Bách Xuyên ném ba món pháp khí ra nghênh đón lôi kiếp, miệng đọc chữ. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ tung, ba món đao kiếm bị hắn kích nổ. Dù sao đều là pháp khí lấy được lúc giết đám người thánh địa ở trong Thái Hoang, cấp bậc địa khí cũng có mà loại bình thường cũng có, bây giờ làm gì có thời gian nghĩ tới. Hắn cho nổ cùng lúc, chỉ cần có tác dụng với lôi kiếp thì hắn sẽ dùng. Đáng tiếc, ba món pháp khí nổ tung chỉ trong nháy mắt, vậy mà chỉ tiêu hao được hơn 10 mét lôi kiếp, phía sau vẫn còn hơn 80 mét đang lao thẳng xuống. Dương Bách Xuyên bất chấp, hai tay vung loạn, lần này hắn kích nổ 10 món pháp khí. Dù sao thì số pháp khí hắn thu được có cả trăm đang đặt trong không gian càn khôn, vốn là để cho đệ tử Vân Môn, hiện tại chỉ có thể lấy ra độ kiếp. Trong tiếng nổ rung trời, Dương Bách Xuyên cho nổ từng món pháp khí để chống lại lôi kiếp. Lôi kiếp thứ hai, hắn tốn tới 30 món pháp khí mới có thể hóa giải. Phù. Thở phào một hơi, lúc này trên đám mây đen lại vang lên tiếng răng rắc, tia lôi kiếp thứ ba của thiên kiếp cửu cửu theo sát phía sau. Mẹ nó, còn không cho người ta thời gian thở dốc. Vừa chửi thề, Dương Bách Xuyên vừa hít một hơi thật sâu. Hắn lấy ra 20 món pháp khí rồi quăng về phía thiên kiếp. Đùng đoàng, đùng đoàng. 20 món pháp khí va chạm với thiên kiếp rồi nổ tung. Nhìn từ phía xa, cảnh tượng này vô cùng tráng lệ. Uy lực của lôi kiếp thứ ba còn lớn hơn, 20 món pháp khí nhưng lại chỉ phá hủy chưa đến 1/10 lôi kiếp dài 100 mét. Điều này khiến Dương Bách Xuyên âm thầm kêu khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp khí cũng không đủ cho ăn dùng. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, có thể dùng pháp khí để giảm bớt sức mạnh của lôi kiếp. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp dùng thân xác chống đỡ, trong lòng khẽ động, pháp khí cuồn cuộn quăng về phía thiên kiếp, sau đó được kích nổ để ngăn cản thiên kiếp. Tiếng nổ rung trời không ngừng vang vọng. Lần này,
Sau khi Dương Bách Xuyên cho nổ tới hơn 200 món pháp khí thì lôi kiếp thứ 3 mới tiêu tan, nhưng pháp khí đã bị hắn dùng hết rồi. Đương nhiên là những món pháp khí bình thường ở trong mắt hắn đã dùng hết, hiện tại trên người hắn vẫn còn mấy món bảo bối, ví dụ như Long Lân Phù của thần Phù Linh Tông, Thủy Mạc Cầu của Song Đầu Xà, còn kiếm Đồ Long của hắn với cả Giao Long Châu đã bị luyện hóa. Nhưng những thứ này đều là bảo bối chân chính, bảo hắn lấy ra kích nổ để độ kiếp thì quả thật là không nỡ, hơn nữa mấy món pháp bảo này không phải nói kích nổ là có thể nổ. Đùng đoàng. Mắt thấy tia lôi kiếp thứ tư chuẩn bị đánh xuống, Dương Bách Xuyên thật sự lo lắng. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, tiểu sư đệ, bắt lấy. Dương Bách Xuyên quay đầu theo bản năng, hắn phát hiện ở phía xa xa, vị đại sư huynh hời của mình đang phất tay, ném ra hơn 10 pháp khí màu vàng kim. Lúc này đâu có thời gian khách sáo, hắn vung tay nhận lấy đồ đại sư huynh tặng. Hắn biết. Có lẽ sau khi đại sư huynh nhìn thấy hắn dùng cách kích nổ pháp khí để độ kiếp có hiệu quả nên đã tiếp viện. Mà Vân Trường Sinh quả thực cũng nghĩ như vậy, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn Dương Bách Xuyên độ kiếp, không ngờ tiểu sư đệ còn có thể dùng cách kích nổ pháp khí để đỡ thiên kiếp, hơn nữa còn rất hiệu quả, cũng thấy Dương Bách Xuyên đã dùng hết pháp khí trong tay, hắn vội vàng ném ra 10 món pháp khí cao cấp do đích thân luyện chế kèm theo một số đan dược. Lúc này, người làm đại sư huynh là Vân Trường Sinh cũng không giúp được gì, chỉ có thể dùng chút tài nguyên này để chống đỡ. Sau khi Vân Trường Sinh đưa 10 món pháp khí qua, hắn quay người liếc nhìn anh vợ Hiên Viên Hoàng đế, ý bảo, huynh cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ nhỉ. Phu nhân của Vân Trường Sinh là em ruột của Hiên Viên Hoàng đế, vậy nên từ trước tới nay quan hệ của Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên luôn rất tốt. Hoàng đế Hiên Viên thấy Vân Trường Sinh nhìn qua. Y sững người một lúc rồi mới phản ứng kịp, chỉ biết cười khổ, ta đâu có giàu như ngươi, không có nhiều pháp khí cao cấp, chỉ tặng được 5 món với một ít đan dược trị thương. Đa tạ, Vân Trường Sinh vui mừng nói, hắn biết cho dù Hoàng đế Hiên Viên không tặng pháp khí, chỉ tặng đan dược thì cũng sẽ là loại tốt nhất, bởi vì Hoàng Triều Hiên Viên là thánh địa y đạo, có thể nói là một mình đứng đầu, đan dược mà Hoàng đế Hiên Viên đưa, tất nhiên sẽ không kém. Lúc này, Diệu Tiên cũng lên tiếng, nể tình tiểu sư muội Tử Hà, theo lý thì ta cũng nên tặng chút đồ, cũng xem như cho tiểu sư muội một câu trả lời, nếu không sau này muội ấy biết được lại trách móc, ta lại không biết ăn nói thế nào. Vừa nói, Diệu Tiên vừa vung tay, ngay lập tức, 5 lệnh bài màu vàng bay về phía Dương Bách Xuyên. Vân Trường Sinh thấy Diệu Tiên đưa ra lệnh bài màu vàng, đây là lệnh bài cấp kim của Thông Tiên Cung. Hắn vô cùng cảm động. Người khác không biết nhưng thánh chủ bọn họ đều nắm rõ, lệnh bài màu vàng là lệnh bài gần với tiên khí ẩn chứa sức mạnh cấp bậc địa tiên, cũng chính là địa khí do một vị lão tổ tán tiên tinh thông luyện khí, tu vi vô cùng cường đại đích thân luyện chế, không thể coi thường. Không ngờ Diệu Tiên vừa vung tay đã đưa ra 5 tấm tiên lệnh, hắn vội vàng cảm ơn, đồng thời cũng rất cảm thán, vẫn là mặt mũi của tiểu sư muội Tử Hà lớn. Nhưng mà Diệu Tiên đưa thông tiên lệnh cho Dương Bách Xuyên cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn Vân Trường Sinh, Tinh Thần Tử và Tử Hà đều là đồng môn, mà hiện tại Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của bọn họ. Vị trí cung chủ của Diệu Tiên là do Tử Hà truyền lại, cũng xem như là một loại báo đáp. Ngay sau đó, thánh chủ của Thánh Địa Đao Chủng cũng cười lớn nói, hôm nay lão phu có thể nhìn thấy thiên kiếp cửu cửu tối cao cũng cảm ngộ ra được rất nhiều, hiện tại thiên kiếp cửu cửu mới thật sự bắt đầu, ta cũng rất mong chờ lôi kiếp ở phía sau. Tục ngữ nói được người chỉ bảo còn hơn để trời, hôm nay nhìn Dương Bách Xuyên độ kiếp, tu sĩ ở đây đều phải nợ Dương Bách Xuyên một phần nhân tình, lão phu không nợ ân tình của người khác, đưa lên 3 kiếm của đao chủng ta, xem như hoàn lễ. Vừa nói, thánh chủ đao chủng vừa phất tay, 3 thanh đao dài 3 thước bay về phía Dương Bách Xuyên. Mấy vị thánh chủ nghe được những lời này thì đều rất cảm động, mọi người đều biết thánh địa đao chủng có truyền thừa lâu đời, lấy tu đao che giấu đao làm chủ. Nghe đồn đao khí của thánh địa đao chủng đều là thượng phẩm chất lượng cao nhất, không ngờ thánh chủ lại tặng 3 món. Nhưng thánh chủ lại nói là xem Dương Bách Xuyên độ kiếp rất rung động, xem như trả lễ, nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Dương Bách Xuyên độ thiên kiếp cửu cửu quả thật khiến nhiều tu sĩ được lợi không nhỏ. Huống chi thiên kiếp càng về sau thì càng hiếm thấy, tất nhiên quan sát sẽ có ích rất lớn cho tu vi. Nhưng mà chỉ có thánh chủ đao chủng mới rõ nhất. Vì sao ông lại tặng Dương Bách Xuyên 3 món đao khí này?
Bởi vì con trai Khương Thế Long đã kể cho ông nghe chuyện Dương Bách Xuyên ở Thái Hoang, Dương Bách Xuyên quả thật đã bỏ qua cho Khương Thế Long, ông làm vậy là để trả lại nhân tình. Nguyên nhân sâu xa hơn là thánh chủ Đao Chủng đang đặt cược, ông có cảm giác Dương Bách Xuyên sẽ vượt qua được thiên kiếp, nếu như hôm nay hắn độ qua thiên kiếp cửu cửu, tương lai của hắn sẽ là vô hạn. Xem như là một khoản đầu tư đi. Cho dù Dương Bách Xuyên độ kiếp thất bại thì ông cũng chỉ tổn thất 3 thanh đao, thứ đồ chơi này chân quý với người ngoài, nhưng với một thánh chủ Đao Chủng như ông thì nó cũng chỉ là vật tầm thường. Hơn nữa thánh chủ Đao Chủng cũng nhìn thấy Diệu Tiên và Vân Trường Sinh, Hoàng đế Hiên Viên rất xem trọng Dương Bách Xuyên, ông tặng đao cũng giống như giữ mặt mũi cho 3 người họ, vì sao lại không làm. Về phần 6 thánh chủ, Vạn Linh Thánh Mẫu, Thiên Kiếm Sơn đương nhiên bọn họ sẽ không tặng pháp khí cho Dương Bách Xuyên độ kiếp, tất cả chỉ hừ lạnh, bọn họ không ngăn cản 4 thánh chủ kia tặng pháp khí và đan dược cho Dương Bách Xuyên bởi vì không có cớ, đối phương không ra tay, hơn nữa mỗi người tặng pháp khí đều có lý do chính đáng. Dương Bách Xuyên nhận lấy pháp khí và đan dược mà 4 thánh chủ tặng, trong lòng rất cảm động, hắn sẽ ghi nhớ phần ân tình này, không kịp nói cảm ơn bọn họ, Dương Bách Xuyên vội vàng tiếp đón tia lôi kiếp thứ 4. Hiện tại rất có lòng tin, bởi vì những loại pháp khí hắn nhận được đều không phải vật tầm thường, bọn họ ra tay rất hào phóng, mạnh hơn nhiều so với những pháp khí mà hắn đã kích nổ. Có lẽ là sẽ vượt qua được lôi kiếp thứ 4. Pháp khí của mấy thánh chủ đều là pháp khí cấp tam chuyển, mỗi thuộc tính có một uy lực khác nhau, đặc biệt nữ tử thông tiên cung kia càng thêm bất phàm. Mặc dù hắn không quen biết 3 người đưa đan dược pháp khí cho hắn, nhưng có thể đứng chung một chỗ với đại sư huynh Vân Trường Sinh, hắn cũng đoán được là các chủ nhân thánh địa. Ghi nhớ đoạn ân tình này, Dương Bách Xuyên dốc hết sức chống chọi lôi kiếp thứ 4. Rắc rắc. Khoảnh khắc lôi kiếp giáng xuống, Dương Bách Xuyên cũng ra tay, trực tiếp tung ra 10 pháp khí mà đại sư huynh cho để chống đỡ. Ầm ầm ầm. Pháp khí và lôi kiếp va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc, không trung vặn vẹo. Lôi kiếp sau mạnh hơn lôi kiếp trước, không khác với dự đoán của Dương Bách Xuyên là bao, cho dù tung ra 10 pháp khí của đại sư huynh cũng chỉ tiêu hao được một chút của lôi kiếp thứ 4, sau đó nó lại tiếp tục đánh xuống. Dương Bách Xuyên cắn răng kíp nổ tất cả các pháp khí còn lại, bao gồm thông tiên lệnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa đan xen với tiếng sấm. Các pháp khí do các thánh chủ đưa tặng rất cường đại, sau khi kíp nổ, lôi kiếp dài hơn 100 mét bị phá hủy chỉ còn hơn 3 mét rồi mới biến mất. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã không có pháp khí để kíp nổ nhưng hắn cũng có tự tin có thể đối phó được với 3 mét lôi kiếp này. Thúc dục bùa long lân, ánh sáng đỏ lóe lên đón nhận 3 mét lôi kiếp còn lại. Ầm đùng. Tiếng sấm của bùa long lân và lôi kiếp còn sót lại va chạm vào nhau. Uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ còn 3 mét lôi kiếp nhưng sau khi va chạm với bùa long lân một chút thì nó lại tách ra, bổ xuống người hắn. Cũng may uy lực của bùa long lân đủ lớn để suy yếu uy lực của lôi kiếp. Mặc dù bị bổ xuống người nhưng Dương Bách Xuyên chỉ cảm giác cả người nóng rát như bị lửa đốt, ngoài ra không có trở ngại gì. Cuối cùng cũng vượt qua lôi kiếp thứ 4. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếp vân quay cuồng, tia chớp như ẩn như hiện, hắn biết từ lôi kiếp thứ 5 này mới bắt đầu nguy hiểm. Sư phụ nói lôi kiếp thứ 5 được gọi là cửu ngũ chí tôn. Xem tình hình thì trong thời gian ngắn lôi kiếp thứ 5 cửu ngũ chí tôn sẽ không đánh xuống. Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục vết bỏng trên người, 2 lần bị lôi kiếp đánh chúng đã để lại miệng vết thương và những vết bỏng trên người hắn. Vừa vận chuyển chân khí, vừa cầm linh đào ăn bổ sung pháp lực, vừa xem xét đống đan dược của đại sư huynh. Hắn hiểu y đạo, lại còn là luyện đan sư, phát hiện bên trong có đan dược bổ sung pháp lực và chữa thương, phẩm cấp không tồi, vội vàng nuốt xuống, đứng tại chỗ luyện hóa chờ lôi kiếp cửu ngũ chí tôn buông xuống. Bên ngoài có rất nhiều người đều đang nhìn Dương Bách Xuyên, lúc này tất cả đều rất lo lắng, không biết Dương Bách Xuyên có thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo hay không. Ầm 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 rắc rắc. Sấm sét ầm ầm nhưng vẫn không thấy lôi kiếp thứ 5 cửu ngũ chí tôn giáng xuống, Dương Bách Xuyên có chút bực bội. Tiểu tử thối, lúc này phải ổn định tâm thần, đừng quên lôi kiếp thứ 7 chính là tâm ma kiếp, đừng có lật thuyền, trong lòng ngươi vẫn còn một tâm ma. Hai, hiện tại vi sư rất lo lắng không biết ngươi có kiên trì đến cuối cùng hay không. Vân Thiên Tà thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 118.